Mình chính là Heo Bếp Ba. Còn đây là đứa em trai của mình Jox. Còn đây chính là Heo Mẹ. Và không ai khác, đây là Heo Ba. Heo Bếp Ba. Chuyến đi xe đạp. Hôm nay là một ngày trời đầy nắng đẹp. Bé Ba và George đang ăn bữa sáng cùng với gia đình của mình. Ba thấy hôm nay trời nắng rất đẹp, rất thích hợp cho việc đạp xe. Đi xe đạp thôi, con thích lắm. Bé Ba và George đều rất thích đi xe đạp. Bé Ba chạy chiếc xe đạp hai bánh, còn George thì chạy chiếc xe đạp ba bánh. Heo Mẹ và Heo Ba cùng chạy xe đạp đôi. Cái gì vậy ba? Đây là xe đạp của ba mẹ. Ba sẽ ngồi ở yên trước và mẹ con sẽ ngồi ở yên sau. Và có thể gắn hai cái ghế nhỏ này ở phía sau để cho Peppa và Jot ngồi cùng. Nhưng tụi con muốn tự đi xe đạp của mình hơn. Em Jot còn nhỏ quá con à. Em Jot sẽ dễ bị mỏi chân lắm. Nhưng mà con đã lớn rồi, con sẽ không bị mỏi chân đâu. Chúng ta sẽ đi xa lắm đó Peppa. Con có chắc sẽ đi nổi không? Con chắc mà, sẽ không phải mỏi đâu. Vậy thôi được rồi, mọi người sẵn sàng hết chưa? Sẵn sàng hết rồi. Vậy chúng ta bắt đầu đi thôi. Đây không phải cuộc đua đâu Peppa, đây chỉ là chuyến đi xe đạp của nhà mình thôi con à. Dạ con biết rồi, nhưng mà con giận thắng. Bây giờ thì ba thắng rồi. Mình không thích đi xe đạp lên dốc chút nào. Peppa, ba thắng con rồi nha. Không phải như vậy đâu ba, lúc nãy con đâu có chạy đua gì đâu. Bây giờ mới là đua nè. Mọi người không bắt được con đâu. Đúng là hết nói nổi con bé nghịch ngợm hôm nay. Chào các bạn chết. Nhà mình đi dạo bằng xe đạp nè. Chào các bạn vượt. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác thích đạp xe như vậy. Nhưng lúc đạp xe lên dốc thì thật là chẳng thích chút nào hết. Con dốc này khá là cao để vượt qua. Con không thích đi lên dốc chút nào hết. Tuy hơi mệt nhưng bù lại phong cảnh rất là đẹp. Ô, trời ơi, sao tự nhiên nặng quá vậy? Kìa Heo Mẹ, em đã phụ anh đi chứ? Xin lỗi anh, em quên mất. Do em mãi ngắm phong cảnh. Peppa và gia đình của cậu ấy cuối cùng cũng đã lên tới đỉnh đồi. Tất cả bạn của Peppa đều đang có mặt ở đây. Chào cậu nha Peppa. Chào các cậu. Tụi mình đang định chạy đua bằng xe đạp đây nè. Nè Peppa, cậu có muốn tham gia với tụi mình không? Nghe được đó. Tụi mình cùng nhau đua xuống cái đồi kia nha. Cũng được đó. Các con sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Khi nào các con nghe tiếng kèn thì hãy chạy nha. Giống như vậy nè. Pedro chưa gì hết đã bắt đầu chạy. Dừng lại đi Pedro, cuộc đua vẫn còn chưa bắt đầu mà con. Dạ con xin lỗi chú. Chú chỉ muốn làm thử ví dụ cho các con biết là tiếng kèn nghe giống như vậy thôi. Dừng lại đi Pedro. Xin lỗi con nhà Pedro, lần này là lỗi của chú. Nhưng lần sau khi nghe chú bóp kèn, các con có thể chạy được rồi. Chú ấy nói bắt đầu rồi hả? Hình như là vậy á. Đi đi con Peppa. Nhưng ba ơi, ba vẫn chưa bóp kèn nữa mà. Bạn chú Danny đang là người dẫn đầu cuộc đua. Là mình chơi. Mình thắng rồi. Đúng rồi, mình rất giỏi trong công việc đi xuống đồi đó. Đã đến giờ bạn của Peppa sẽ về nhà rồi. Đến lúc chúng ta cũng phải về rồi Peppa. Mẹ ơi, giờ con thấy mệt quá. Cứ liên tục đi lên rồi xuống đồi, làm chân con mỏi quá mẹ ơi. Con có thể ngồi chung xe với mẹ được không? Nhưng nếu con ngồi chung thì Heo Ba sẽ ngồi ở đâu? Ba có thể ngồi lên xe của con và đạp. Nó rất là tốt. Thôi cũng được. Con thích chiếc xe đạp đôi này. Ba ơi, ba có thích xe đạp của con không ba? Có Peppa, chiếc xe này rất là tốt. Bác sĩ nha khoa. Peppa và George luôn đánh răng vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy. Hôm nay Peppa và George sẽ đi gặp nha sĩ.
Peppa, Short, hai con đã sẵn sàng đi khám răng chưa? Hôm nay con bận quá nên không đi khám răng được. Con có một buổi tiệc trà với gấu bông mẹ ơi. Dạ đúng rồi, hôm nay tụi con bận lắm. Nhưng con nhất định phải đi khám để biết răng của con còn tốt hay là không. Dạ được thì con sẽ đi. Chốt, em nhớ răng chị coi coi có sạch không. Đây là lần đầu tiên George được ba mẹ đưa đi khám răng. Răng của hai con vừa dễ thương vừa sạch nữa. Bà tin là nha sĩ sẽ rất hài lòng. Peppa và George đang ở phòng khám nha khoa cùng với ba mẹ và đang ngồi đợi tới lượt của mình. Ngồi đợi thật là chán quá đi. Quyển tạp chí này thật là thú vị. Nó toàn viết những gì liên quan đến củ khoai tây. Peppa, George ơi, vào trong đi, tới lượt của hai con rồi kìa. Đây là bác sĩ Voi, bác sĩ chuyên về nha khoa. Chào con Peppa, con có nhớ đánh răng thường xuyên không? Dạ có thưa bác sĩ. Vậy tốt rồi, giờ thì ai sẽ khám trước đi? Dạ con sẽ khám trước bởi vì con là chị. Chớt nhìn chị nè. Được rồi, con ngồi lên ghế đi. Ngồi cho chắc nha. Giờ thì con há miệng to ra. Há miệng to ra tí nữa đi. Rồi, vậy được rồi, để chú kiểm tra răng nha. Bác sĩ Voi đang dùng một cái gương nhỏ để xem bên trong răng của Peppa. À ha, chú mong là con không ăn quá nhiều đồ ngọt đó Peppa. Rất khó để nói chuyện khi mà miệng của chúng ta đang há quá rộng. Được rồi, không cần há nữa đâu. Chú kiểm tra xong rồi, răng con rất là sạch. Răng của con bé giống tôi đó bác sĩ. Con dùng loại nước đặc biệt màu hồng được không bác sĩ? Được chứ, nhưng nhớ đừng có nuốt vào bếp ba, phải nhổ ra mới được. Chớt, giờ tới lượt em đó. Dạ không. George không muốn kiểm tra răng của mình. Con có thể cầm theo ông khủng long này trong lúc bác sĩ khám răng cho con đó. Khủng long. Tôi rất vui khi được gặp ông đó, ông khủng long mà. Đây không phải là con khủng long thật đâu bác sĩ. Nó chỉ là một con khủng long nhồi bông. Rồi ngồi cho vững nha. Con đang làm rất tốt đó George à. Giờ thì há miệng ra cho chú xem. George có vẻ không muốn cho bác sĩ kiểm tra răng của mình. George, mở miệng ra đi em. Giống như chị nè. À, đúng rồi, giỏi lắm. Ồ, xong rồi. Răng của con vừa sạch lại còn chắc nữa đó chót à. Vậy răng của em chót có đẹp như răng của con không bác sĩ? Cả hai đều đẹp. Chót đang cảm thấy rất tự hào vì mình có một hàm răng sạch. Chót, giờ em phải xúc nước màu hồng. Nhưng khoan đã, có một thứ không được. Có chuyện gì vậy bác sĩ Voi? Chuyện là răng của George rất sạch, nhưng răng của chú khủng long của George thì không sạch chút nào. Ôi không, có vẻ như bác sĩ Voi không thích ông khủng long thì phải đúng không bác sĩ? Không phải vậy đâu Peppa, công việc của chú là làm sạch răng cho mọi người. Lấy máy xịt nước làm sạch răng đi cô thỏ à. Nha sĩ đang dùng nước để làm sạch răng ông khủng long của George. Đem dụng cụ đánh bóng lại đây đi cô thỏ. Cái máy này hơi gây ồn một chút nha mọi người. Bác sĩ Joy đang đánh bóng răng của ông khủng long. Đúng rồi đó chót. Ông khủng long cần được súc miệng bằng nước màu hồng đặc biệt này. Wow, bây giờ răng của ông thật sáng bóng đó ông khủng long mà. Khủng long thật là sợ quá đây. Ông khủng long là món đồ chơi mà chó thích nhất, nhất là khi ông ấy còn có một hàm răng sạch sẽ. Trượt băng. Hôm nay Peppa và chó đi trượt băng cùng với gia đình của mình. Nhìn vui quá đi chó ơi. Trước giờ Peppa và chó chưa từng được ba mẹ dẫn đi trượt băng bao giờ. Chị biết em trượt băng không được giỏi lắm nên em cứ bắt chước chị nha. Bà tin nhà mình ai cũng sẽ trượt tốt hết thôi con ạ. Đặc biệt là con nè. Nhưng trước tiên chúng ta cần đi thuê giày trượt. Mọi người ai ai cũng đều mang giày trượt băng. Xin chào cô thỏ. Xin chào heo mẹ. Chúng tôi muốn thuê vài đôi giày để trượt băng. Giày của mọi người đây. Cảm ơn cô. Tôi chúc cả nhà trượt băng vui vẻ. Đây là bạn cừu Suzy.
bạn thỏ Rebecca, bạn chó Danny, bạn ngựa vàng Chewy, bạn mèo Candy, bạn voi Emily và cuối cùng là bạn ngựa Pedro. Tất cả bạn của Peppa ai cũng đều trượt băng rất giỏi. Peppa cũng muốn trượt băng giỏi như các bạn. Chào các bạn. Chào Peppa. Đây là lần đầu tiên cậu đi trượt băng hả Peppa? Đúng rồi. Cậu có muốn mình chỉ cho cậu cách trượt không? Không, cảm ơn Suzy. Mình tin là mình có thể trượt băng giỏi. Vậy thì tụi mình đi trượt thôi. Trò chơi này khó quá đi. Mình không thèm chơi trượt băng nữa đâu. Không bao giờ. Con đừng nói vậy Peppa. Lần đầu chơi ai cũng bị ngã như con hết. Ba cũng từng bị ngã lên ngã xuống như vậy nữa mà. Nhìn ba đây. Ba biểu diễn đây. Nhìn ba thật là mắc cười. Chó ơi, con muốn vào trượt băng với mẹ không? Dạ không. Chó chưa từng đi trượt băng bao giờ, bởi vì cậu ấy rất sợ ngã. Để anh trông chừng con cho. Em mau vào trong chỉ Peppa cách trượt băng đi. Trượt băng cũng không khó lắm đâu Peppa. Con chỉ cần dùng hai chân đạp và trượt. Đạp, đạp, trượt. Con hiểu chưa? Đạp, đạp, trượt. Trò này dễ quá mẹ ơi. Bây giờ con có thể tự trượt được rồi. Đạp đạp trượt. Đạp đạp trượt. Con học nhanh lắm Peppa. Nhìn con nè. Con sẽ biểu diễn cho mọi người xem. Peppa mới học nhưng trượt tốt thật. Thật không? Có lẽ do em là một giáo viên giỏi. Chậm lại chút đi Peppa. Không là con sẽ đụng trúng người khác đó. Không sao đâu mẹ ơi. Con trượt rất là giỏi mà mẹ. Oh, làm sao dừng lại đây? Ôi trời ơi, em quên dạy Peppa cách dừng lại mất rồi. À, mình không biết cách dừng lại. Các bạn tính ra đi. Mẹ con đã dạy con cách để trượt. Nhưng ba là người dạy con cách để ngã. Dạ phải. Vì chứ việc ngã xuống là con giỏi lắm luôn. Đó, em thử tập trượt băng giống chị đi. Dạ không. Thử một lần đi chứ. Vui lắm đó. Chị sẽ dạy em. Trước tiên em cần phải chứ. Quay lại đi em. Chị đang chỉ em cách trượt băng mà. Thật là bất ngờ. Chó không tập trung nhưng vẫn có thể trượt băng rất đẹp. Wow, các bạn nhìn xem chó kìa. Em giỏi lắm đó chó. Bây giờ chị sẽ chỉ em cách dừng lại. Con giỏi lắm chó à. Con trượt băng đẹp lắm đó chó à. Đúng rồi, em trượt thật là giỏi đó chó. Ngay trong buổi học đầu tiên. Được rồi, trượt tiếp thôi nào mọi người. Dạ. Trượt đâu. Bây giờ cả Peppa và George đều rất thích trượt băng. Và mọi người cũng đều thích trượt băng. Mẹ và ba là người dạy chị cách trượt băng. Còn chị thì dạy em đó chó. Cái cát xếp của ông bà. Hôm nay Peppa và George được mẹ chở tới nhà của ông và bà để chơi. Dạ con chào ông. Ba chào ông. Ông chào con nhà Peppa. Ông chào con nữa George. Mẹ về nhà đây, gặp các con sau nha. Tạm biệt mẹ. Ông ơi, bà đâu rồi? Chào các cháu của bà. Đó là giọng của heo bà, nhưng không thấy bà ở đâu cả. Con chào bà. Bà ở trên này nè. Bà ơi, hai chào bà. Ông ơi, tại sao bà ở trên mái nhà? Ông với bà đang cùng nhau dọn dẹp cái gác xếp. Gác xếp là gì vậy ông? À, gác xếp là nơi ông bà cất những món đồ cũ. Mấy món đồ nhiều tuổi như ông vậy? Không đâu con, những món đồ đó còn nhiều tuổi hơn ông nữa. Tụi con sẽ giúp ông. Hai con vô đi. Gác xếp của ông và bà ở tít trên đỉnh của một ngôi nhà. Đây là cửa để lên gác xếp nè hai đứa. Nhưng sao chúng ta lên được vậy ông? Ông vừa nghĩ ra một cách rất hay. Xin chào hai đứa cháu yêu của bà. Là bà kia. Hai đứa lên đây đi.
Đây là gác xếp của ông bà nè. Wow, thật là thú vị. Đúng rồi con, cái gác xếp này chứa đầy những món đồ cũ. Peppa và George, hai đứa nó sẽ giúp chúng ta bỏ bớt đi vài món đồ. Tốt quá, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ việc bỏ cái hộp này đi. Ôi, cái hộp này không thể bỏ được. Nhưng chúng ta đâu có dùng tới nó nữa. Mấy chiếc thuyền này phải được đựng trong cái chai. Vậy cái này thì sao? Nó cũng là thuyền đựng trong chai khác của tôi. Vậy còn những cái này? Chúng cũng là thuyền được đựng trong cái chai khác của tôi. Cái nào cũng cần hết. Nhưng mà chúng ta phải bỏ đi cái gì đó chứ. Vậy thì bỏ cái hộp này được không? Không được đâu, nó đựng nón của tôi mà. Ôi trời, vậy làm sao biết được chúng ta nên bỏ cái gì đây? Tôi có ý này, để cho Peppa và George quyết định giùm chúng ta. Dạ được. Con nghĩ là nên bỏ cái này. Ôi, cái này cái không bỏ được đâu con à. Cái vali này không phải là cái vali bình thường đâu. Nó là cái máy nghe nhạc đó. Cái này là đĩa nhạc mà ông bà thích nhất. Chúng ta có thể nghe nhạc. Được chứ con. Chúng ta đã không nghe nhiều năm rồi. Bài hát này làm ông nhớ hồi xưa quá. Nè Peppa và George, ra nhảy cùng ông bà đi. Heo mẹ đã lái xe tới đón Peppa và George về nhà. Con tới rồi đây. Mọi người ơi, đâu hết rồi? Heo mẹ không nhìn thấy ai trong nhà hết. Có tiếng gì ồn ào trên đó vậy? Chào con. Tụi con đang cùng nhau nhảy bài nhạc của ông và bà thích đó. Mẹ biết rồi. Lúc nào bà và ông của con cũng bật bài này hết. Ồ, còn đây là bài nhạc mà mẹ hay nghe lúc mẹ còn nhỏ nè mấy con. Tên bài đó là gì? Tên của bài nhạc là chim nhỏ go go. Không, phải là chim nhỏ wo wo. Lúc nhỏ con bật bài hát đó suốt ngày mà. Vậy mà tôi tưởng chúng ta đã bỏ nó đi từ lâu rồi chứ. Chim kêu go go và chó kêu chim chim. Go chip go chip go go go. Cô kêu mu mu và cô kêu ba ba. Mu ba mu chip go ba mu chip go go go. lại đi mẹ. Chim kêu go go và chó kêu chip chip. Go chip go chip go go go. Cô kêu mu mu và cô kêu ba ba. Mu ba mu chip go ba mu chip go go go. Vui thiệt đó. Nhưng dù gì chúng ta cũng phải chọn thứ gì đó để bỏ đi chứ. Peppa à, con nghĩ ông bà nên bỏ cái gì và giữ lại cái gì? Con nghĩ là ông bà nên giữ tất cả mọi thứ. Cãi nhau. Peppa và cụ Suzy đang cùng nhau chơi các thể hình ở nhà Peppa. Trung hình rồi, mình thắng nha. Peppa và Suzy là một đôi bạn thân. Mẹ. Trung tiếp nè, mình thắng nữa rồi. Cậu chơi ăn gian đó nha. Mình không có chơi ăn gian. Cậu đã nhìn thấy thể hình của mình. Mình không có nhìn thấy gì nha. Mình sẽ không bao giờ thèm chơi với cậu nữa đâu. Mình cũng không thèm chơi chung với cậu nữa đâu. Ôi trời, Peppa và Suzy đang cãi nhau. Cô cụ đã tới nhà Peppa để chở Suzy về nhà. Peppa à, con chào tạm biệt bằng Suzy đi. Con sẽ không bao giờ nói chuyện với Suzy nữa. Con cũng không thèm nói chuyện với Peppa nữa. Ồ, tôi nghĩ chúng sẽ mau chóng làm lành với nhau vì chúng là bạn thân của nhau mà. Tụi con đang nói nghiêm túc. Kể từ bây giờ tụi con không còn là bạn thân nữa. Heo ba đang dọn bữa trưa cùng với heo mẹ. Peppa, John, tới giờ ăn trưa rồi nè các con. Hôm nay nhà mình ăn mì ống. Sao nhìn mặt con buồn vậy Peppa? Hồi nãy Suzy với Peppa cãi nhau đó anh à. Giờ con thấy hơi nhớ bạn Suzy một chút. Vậy để mẹ gọi bạn Suzy cho con nha. Mẹ. Ai đó, tôi nghe đây. Peppa muốn nói chuyện với Suzy một chút. Chào cậu Suzy. Chào cậu nha Peppa.
Mình nghĩ tụi mình lại có thể làm bạn thân nếu cậu xin lỗi mình. Mình xin lỗi vì đã nói cậu cho ăn gian. Mặc dù đúng là cậu đã cho ăn gian. Wow, thật là uổng công khi mình nghĩ cậu là bạn thân của mình. Không sao, như vậy cũng tốt. Con sẽ tìm cho mình một người bạn thân khác nhanh thôi. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Ở sân chơi, tất cả các bạn nhỏ đang cùng nhau chơi các trò chơi. Chó Danny đang chơi trò bàn quay cùng với bạn thân của mình là ngựa Pedro. Còn chó thì đang chơi trò bập bên cùng với bạn thân của mình là thỏ Lisa. Cụ Suzy đang ngồi trên xích đu, chỉ một mình. Peppa thì đang chơi golf mini, nhưng cũng chỉ một mình. Bạn Joy Emily đang tiến lại chỗ của Peppa. Mình chơi chung với bạn được không? Được thôi. Emily, mình và Suzy không còn là bạn thân của nhau nữa. Nên cậu có thể làm bạn thân của mình. Nhưng mình có bạn thân rồi, bạn thân của mình là mẹ Candy. Meow. Joey nè, nếu như cậu muốn, cậu có thể làm bạn thân của mình được không? Nhưng mình đã có bạn thân là thỏ Rebecca rồi Suzy. Chào cậu Suzy. Chào cậu Peppa. À, vậy tốt quá rồi, hai con lại trở thành bạn của nhau. Suzy không phải bạn của con. Tụi con sẽ không bao giờ làm bạn của nhau nữa. Ba nghĩ đã tới lúc hai đứa con nên làm lành với nhau rồi, Peppa. Con nói xin lỗi Suzy đi. Con chỉ xin lỗi khi cậu ấy chịu xin lỗi con trước. Khi nào cậu ấy xin lỗi trước thì con sẽ hết giận. Hay là như vậy đi, ba sẽ đếm tới ba, hai con sẽ nói lời xin lỗi cùng một lúc luôn. Dạ, dạ vậy cũng được. Một, hai, ba. Xin lỗi cậu. Bây giờ hai con có thể làm bạn thân của nhau lại rồi. Suzy, cậu chơi golf với mình đi. Peppa và Suzy đã làm hòa và các bạn ấy lại là bạn thân của nhau. Mình trước nha. Tới lượt mình. Bóng của mình lọt vào lỗ nên mình là người chiến thắng. Nhưng chính bóng của mình đã đẩy bóng của cậu vào lỗ, mình mới là người thắng. Cậu đừng có đề ra luật chơi ngớ ngẩn. Cậu mới là người đề ra cái luật ngớ ngẩn. Mình là người thắng. Không phải, mình mới là người thắng. Cả hai con đều thắng hết, đừng cãi nhau nữa. Nhưng dù sao Suzy cũng là bạn thân nhất của con trên thế gian. Dù gì thì Peppa cũng mãi mãi là bạn thân nhất của con trên đời này luôn. Tủ đồ chơi. Bây giờ đã đến giờ đi ngủ của Peppa và Josh. Ôi trời ơi, sao hai đứa không dọn bớt đồ chơi trên giường đi? Nhưng đây là giường ngủ đồ chơi. Dọn nhanh đi con, đem hết đồ chơi bỏ vô giỏ đồ chơi đi. Nhưng giỏ đồ chơi hết chỗ rồi. Vậy là hết chỗ chứa rồi. Chắc bọn trẻ cần một cái tủ đựng đồ chơi khác lớn hơn. Anh biết rồi, mai anh sẽ làm cho bọn trẻ một cái. Nhìn nè, hôm bữa anh đã làm một món đồ là cái kệ bằng gỗ này. Anh đã cảm thấy rất tự hào khi làm được cái kệ. Nhưng ba ơi, cái này nó bị lung lay rồi. Con có thể dùng nó để làm cầu trượt cho gấu bông và ông khủng long. Anh biết rồi, vậy thôi chúng ta sẽ mua một cái tủ. Hay chúng ta mua liền đi anh, mình sẽ mua đồ trên mạng. Heo mẹ đang dùng máy vi tính để mua tủ đựng đồ chơi trên mạng. Có quá chừng luôn, chọn cái nào bây giờ? Chọn cái này luôn được không mẹ? Ừ, nhìn đẹp đó con. Heo mẹ đã đặt mua cái tủ đựng đồ chơi này. Xin chúc mừng bạn, bạn đã đặt mua tủ đồ chơi này thành công. Thật là tiện lợi. Bây giờ là buổi sáng, chú đưa thương ngựa vàng đang tới nhà Peppa để giao một món hàng đặc biệt. Đây là bưu kiện đặc biệt được gửi tới cho bé Peppa và bé George nè. Cái gì trong đó chị? Là một cái tủ đựng đồ chơi. Sao con thấy nó hơi dẹp? Đúng rồi Peppa, tại vì con phải tự lắp. Con đừng lo quá mà Peppa, không khó lắm đâu, ba mẹ con sẽ giúp con lắp cái tủ đựng đồ chơi này. Tạm biệt cả nhà nha. Anh đi cẩn thận. Tạm biệt chú. Giờ chúng ta làm gì trước hả mẹ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắp cái tủ. Dạ phải. Ủa kỳ vậy, sao không có sách hướng dẫn gì hết? Chắc tại vì cái tủ này dễ lắp quá cho nên người ta không đính kèm sách hướng dẫn đó mà. Mẹ ơi, tụi con giúp được không? Được chứ, trước tiên thì mẹ cần một cái kệ. Đây
lại là một cái kệ này mẹ. Đúng rồi, cảm ơn Peppa. Tiếp theo thì mẹ cần 4 cái chân tủ. 1, 2, 3, 4. 4 chân tủ màu xanh dương này mà. Giỏi lắm hai đứa, chúng ta sẽ làm xong nhanh thôi. Còn cánh cửa đỏ này nữa nè, heo mẹ. Cảm ơn anh nha, heo ba. Rồi, xong rồi đó. Em ráp giỏi lắm heo mẹ ha. Nhưng mà nó nhỏ quá mẹ ơi, không bỏ vừa hết tất cả được đâu mẹ. Đúng là nó có hơi nhỏ thiệt đó. Ơ, chốt tìm được một cái kệ kia. Ờ, mẹ nghĩ chắc cái đó là kệ dự phòng. Ở đây còn rất nhiều mảnh ghép khác nữa nè mẹ. Ôi trời, thì ra lý do khiến cái tủ quá nhỏ là vì heo mẹ đã không dùng hết các mảnh ghép. Vậy thì chúng ta phải tháo rời nó ra rồi bắt đầu lắp ghép lại. Thật là tệ quá. Giá như chúng ta có sách hướng dẫn thì hay biết mấy. Không biết ai tới nữa. Chào cả nhà, tôi tìm thấy cái này bỏ quên trong xe của tôi nè. Đây là sách hướng dẫn bị thiếu nè. Có nó mọi thứ sẽ dễ hơn rất nhiều. Sách hướng dẫn trông có vẻ rất phức tạp. Không được rồi, tôi không hiểu gì hết. Hay là như vậy, để tôi lắp giùm cho anh nha. Tôi rất thích lắp ghép mấy thứ này lại với nhau anh à. Thật sao? Vậy anh cần tôi phụ anh làm gì anh không? Anh hãy nấu giúp tôi một ít nước sôi, sau đó pha cho tôi một ly trà. Bỏ thêm 6 viên đường nữa nha. Mọi người đang chuẩn bị trà và bánh quy cho chú Ngựa Vằn. Tới giờ uống trà rồi chú Ngựa Vằn. Wow. Cuối cùng chú Ngựa Vằn cũng đã lắp xong tủ đựng đồ chơi. Ôi trời ơi, anh lắp nhanh thật đó. Anh quá khen. Chú đã giúp các con bỏ hết đồ chơi vào trong tủ rồi nè. Wow. Con cảm ơn chú Ngựa Vằn. Nhưng không còn chỗ để đựng hai món đồ chơi này được. Thật là tội nghiệp cho gấu bông và khủng long. Hai bạn ấy ở đâu vậy chú? Sao mọi người lại không đặt mua thêm một cái tủ lắp ráp để đựng hai món này? Ồ, thôi. Tôi có ý này hay hơn nè. Hay là chúng ta sẽ để gấu bông và ông khủng long trên giường của hai con nha. Nhưng mà mẹ ơi, trước đó các bạn ấy đã ở trên giường rồi mà. Ừ, mẹ biết mà. Cho nên đây là một ý rất hay. Thỏ Rebecca. Bây giờ trời đã tối, kết thúc một ngày đẹp trời. Peppa và George, thỏ Rebecca và Richard đang cùng nhau chơi ở nhà của Peppa. Tới giờ về rồi, hai thỏ còn đáng yêu của mẹ. Mẹ ơi, cho tụi con ở lại chơi thêm chút nữa đôi. Mai qua chơi tiếp nha con. Ngày mai Peppa và George tới nhà chúng ta chơi nha mẹ. Được chứ con. Hay quá. Sao tự nhiên em Richard khóc vậy? Chắc là em ấy sợ đi xuống cầu thang á Peppa. Tại sao? Bởi vì nhà mình không có cầu thang. Cái gì? Không có cầu thang sao? Đúng vậy. Ngày mai cậu sẽ biết tại sao thôi. Mình về đây. Tạm biệt. Trời đã sáng rồi. Hôm nay Peppa và George sẽ được ba mẹ chở tới nhà thỏ Rebecca chơi. Heo mẹ, em lái xe đi, để anh đọc bản đồ chỉ đường cho. Anh có chắc không đó heo ba? Em thấy lần nào anh đọc bản đồ chúng ta cũng bị lạc hết á. Nhưng lần này sẽ không lạc nữa đâu. Em tin anh lần này. Mọi người thắt dây an toàn chưa? Sẵn sàng rồi heo mẹ. Chúng ta xuất phát thôi. Peppa và George đang cảm thấy rất háo hức khi đến nhà Rebecca. Bởi vì các bạn chưa đến nhà Rebecca lần nào. Bà ơi, chúng ta sắp tới nhà Rebecca chưa? Ở trong bản đồ chỉ là nhà của thỏ Rebecca ở ngọn đồi tiếp theo. Bà thấy khó hiểu quá. Đáng lẽ đã phải tới nhà của thỏ Rebecca rồi. Chắc chúng ta lại lạc nữa rồi. Đây chỉ là một vườn cà rốt thôi mà. Vậy thì nhà của thỏ Rebecca có thể ở đâu được chứ? Xin chào mọi người. Chào các bạn. Cậu có muốn vào phòng ngủ mình chơi không? Phòng ngủ của cậu sao? Nhưng nhà của bạn ở đâu? Peppa vẫn không thấy nhà của Rebecca ở đâu hết. Ngọn đồi này là nhà của mình á. Nó còn được gọi là cái hang. Cậu vào nhà của mình đi. Các con chơi vui vẻ nha. Tạm biệt ba. Vào trong đi. Nhà của mình không có cầu thang, nhưng nhà mình có đường hầm. Nhà của Rebecca có kiến trúc rất khác lạ so với nhà của Peppa. Trong đây là phòng ngủ của mình nè. Cậu cũng có giường, có cửa sổ và có hộp đồ chơi giống như tụi mình vậy. Tất nhiên rồi. Mình thích nhà của cậu lắm. Ước gì mình cũng có nhà như cậu. Phải rồi. Hay là bây giờ mình dạy hai cậu cách để làm thỏ nha. Được thôi. Đầu tiên các cậu phải co mũi lên như mình nè. Làm như vậy nè. Squeak squeak. Squeak squeak.
Hai cậu làm giống lắm. Đây là thỏ Peppa và thỏ Trót. Peppa thích đóng giả làm thỏ. Trót cũng thích đóng giả làm một chú thỏ. Thỏ thì rất thích ăn cà rốt. Công nhận ngon quá đi. Ngon quá đi. Nhưng Trót thì không thích ăn cà rốt chút nào. Em ấy không thích ăn cà rốt chút nào. Không sao đâu, để tụi mình ăn cho. Rebecca, thỏ còn thích làm điều gì nữa vậy? Thỏ còn rất thích nhảy nữa. Tụi mình ra ngoài đi, mình sẽ chỉ cho cậu coi. Nhảy theo mình nè. Chú thỏ nào cũng đều thích nhảy. Các cậu đóng giả làm thỏ giỏi lắm. Tới giờ ăn trưa rồi nè các con ơi. Thỏ mẹ và thỏ ba đã chuẩn bị sẵn bữa trưa. Lúc nãy Rebecca cũng chỉ tụi con làm thỏ đó cô. Vậy chắc là các con sẽ thích bữa trưa này lắm. Đây là món chúng ta thích ăn, chính là cà rốt. Nhìn ngon quá đi. Ngon quá đi. Em ấy sẽ không bao giờ thử cà rốt đâu. Sao vậy hả Chót? Chú cứ tưởng con là thỏ chứ. Vì thỏ rất thích ăn cà rốt. Wow, giờ Chót chịu ăn cà rốt rồi kìa. Còn đây nữa, đây là món bánh mà thỏ thích ăn nhất. Món bánh cà rốt. Ngon quá đi. Bánh cà rốt. Bây giờ em Chót đúng là trở thành một chú thỏ rồi. Lối mòn tự nhiên. Hôm nay Peppa sẽ cùng gia đình của mình đi tới vùng đồng quê. Ba ơi, khi đến đồng quê chúng ta sẽ thấy gì? Chúng ta sẽ thấy chim chóc, cây cối, cỏ hoa và những con ốc nữa. Không Chót, chị nghĩ vùng đồng quê không có khủng long đâu em. Ta tới nơi rồi. Theo ba, anh nhớ đừng bỏ quên đồ dã ngoại đó. Yên tâm đi, anh không quên đâu. Ba ơi, chúng ta đâu có biết đường nào mà đi đâu ba. Dễ thôi con à, chúng ta có bản đồ. Trong này có biển chỉ dẫn, nó sẽ chỉ chúng ta điểm bắt đầu của lối mòn ở chỗ này. Anh làm tốt lắm heo ba. Ôi trời ơi, heo ba bỏ quên đồ dã ngoại ở trong xe rồi. Peppa, đi nãy giờ con thấy xung quanh có gì thú vị không? Chỉ là cây và cây và rất nhiều cái cây nhàm chán khác. Peppa, vậy là con nhìn không kỹ rồi đó. Dạ con biết rồi, con sẽ cố gắng nhìn thật kỹ và con sẽ nhìn thật kỹ đó mẹ. Oh, có dấu chân kìa. Bỗng nhiên Peppa nhìn thấy những dấu chân kỳ lạ. Ai đã tạo ra dấu chân này vậy mẹ? Thôi Chót, em lúc nào cũng nói khủng long. Hai chúng ta thử đi theo những dấu chân này xem là của ai nha. Dạ phải. Các con đừng nói lớn tiếng nha, nếu không ai đó sẽ sợ rồi chạy mất tiêu luôn. Dạ được thưa mẹ. Chót. Peppa cùng Chót và heo mẹ đang lần theo những dấu chân. Nhìn kìa. Thì ra những dấu chân kỳ lạ đó là của một chú chim. Và nó đang bay lên cành cây. Ở đâu vậy ba? Đây nè Peppa, con thử nhìn nó bằng ống nhòm đi. Ống nhòm giúp ta nhìn mọi thứ xa và rõ hơn. Con có thấy một con chim, hai con chim, ba con chim non. Không biết nó ăn cái gì để sống nữa. Nó ăn sâu kìa ba. Nhìn thấy ghê quá à ba. Chót đã tìm thấy thêm một vài dấu chân nữa. Những dấu chân bé tí teo này là của ai? Mấy dấu chân này là của bầy kiến đó con à. Bầy kiến đang thu thập lá đem về tổ để ăn. Con nghĩ là các bạn kiến ăn lá để sống đó mẹ. Đúng rồi. À, nhắc tới bữa trưa mẹ mới nhớ, chúng ta cũng ăn trưa đi. Ô, trời ơi, đồ dã ngoại. Sao vậy heo ba? Đừng nói là anh bỏ quên đồ dã ngoại trong xe rồi đó nha. Đúng như em nói. Nhưng mà không sao đâu em. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở về xe để ăn trưa. Nhưng xe của chúng ta ở hướng nào vậy anh? Để anh coi bản đồ là biết ngay thôi. Mình đi hướng này. Ôi trời ơi, cái cây này ở đâu ra vậy? Trên bản đồ đâu có cái cây này. Ôi heo ba, ý anh là chúng ta bị lạc rồi phải không? Bị lạc rồi. Chúng ta sẽ không biết đường đi ra đâu. Nó vừa tìm ra được một vài dấu chân khác nữa. Mấy dấu chân này lớn quá. Của khủng long.
Thật là may quá. Sao chứ ba? Vậy là em chót tìm được dấu chân của khủng long thiệt luôn đó hả ba? Không phải. Mấy dấu chân này là dấu chân của chúng ta. Nếu chúng ta đi lần theo dấu chân của mình thì chúng ta sẽ tìm được đường quay về xe. Rồi còn gió đồ giá ngoài. Đúng là may thật. Giờ không còn gì có thể ngăn chúng ta tìm được xe nữa rồi. Quay về thôi mọi người. Ba thật không ngờ trời lại đổ mưa như vậy. Cũng may là em có mang theo dù cho cả nhà đây nè. Thật không may là cơn mưa đã làm trôi mất dấu chân. Giờ không có dấu chân làm sao chúng ta tìm được đường đây? Còn đồ giá ngoại của chúng ta nữa. Đó là các bạn vịt. Các bạn ấy luôn xuất hiện khi chúng ta đi dã ngoại. Xin lỗi các bạn vịt nha. Bây giờ chúng tôi không có mang theo đồ giá ngoại. Chúng tôi không biết đường nào về xe. Con biết rồi. Các bạn vịt ơi, các bạn giúp mình tìm vỏ đồ dã ngoại được không? Chúng ta đã ở đây. Vâng. Cảm ơn các bạn vịt. Con thích đi dã ngoại. Ba cũng vậy. Ba cũng thích dã ngoại giống như vậy lắm. Và các bạn vịt cũng thích đi dã ngoại. Và những chú chim nhỏ cũng thích dã ngoại nữa. Và bầy kiến cũng thích đi dã ngoại. Tất cả mọi người đều thích đi dã ngoại. Heo mẹ đang làm việc trước máy vi tính. Còn heo ba thì đang nấu súp cho bữa trưa. Ba ơi, tụi con xem mẹ dùng máy tính được không ba? Được chứ, miễn là các con không làm phiền mẹ. Hôm nay mẹ có rất nhiều việc quan trọng phải làm. Cảm ơn ba. Heo mẹ có rất nhiều việc quan trọng phải làm hôm nay. Mẹ ơi, tụi con có thể ngồi lên đùi mẹ và xem mẹ làm việc được không? Được, nếu hai con chịu giữ im lặng. Peppa và George rất thích nhìn mẹ làm việc trước máy vi tính. Mẹ ơi, cho tụi con chơi cô gà vui vẻ trên máy tính được không mẹ? Chúng ta có thể chơi trò cô gà vui vẻ sau. Vì mẹ đang phải làm việc. Mẹ ơi, tụi con có thể giúp mẹ. Không, Peppa, con không được chạm vào máy vi tính đâu. Và George, con cũng không được chạm vào máy vi tính, nghe chưa? George nè, chúng ta không được làm như vậy. Peppa, dừng lại. Con xin lỗi mẹ, con chỉ muốn cho em George thấy không được làm như vậy. Ôi trời, có thể máy vi tính đã bị hư rồi. Heo ba ơi! Heo ba ơi! Có chuyện gì vậy mẹ mấy đứa? Heo ba ơi! Anh sửa máy vi tính được không? Em sẽ nấu bữa trưa trong khi anh sửa máy vi tính. Em tính như vậy cũng được. Nhưng thật sự anh không giỏi mấy thứ này đâu. Cảm ơn anh, heo ba. Vậy là heo ba sẽ sửa lại máy vi tính. Có lẽ nếu như mình tắt nó đi rồi sau đó bật lên lại. Vậy là heo ba đã sửa được máy vi tính rồi. Hai mô ba. Phải, ba sửa máy vi tính cũng khá giỏi đó chứ. Ba ơi, tụi con chơi trò kia được không ba? Cô gà vui vẻ đó ba. Có lẽ con nên đi hỏi mẹ con. Lúc nãy mẹ nói tụi con có thể chơi sau mà. Nếu như vậy thì được. Nhưng ba không biết cái đĩa ở đâu. Tới lượt chị rồi. À,
Tới lượt của ba nha. Ủa, trên đó có chuyện gì ồn ào dữ vậy? Em thấy là máy vi tính lại hoạt động rồi ha. Nấc cục. Peppa, George và ba mẹ đang cùng ăn sáng với nhau. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nên Peppa và George rất muốn được ra vườn để chơi. Mẹ ơi, tụi con ra ngoài chơi được không mẹ? Các con có thể ra ngoài chơi sau khi ăn xong bữa sáng. George, con đừng uống nước nhanh như vậy. Vì heo George uống nước trái cây quá nhanh nên bây giờ bị nứt cục. Giờ tụi con ra ngoài chơi được chứ mẹ? Không được, vì sót đang bị nứt cục. Nhưng em chót đã hết nứt cục rồi mà mẹ, đúng không chót? Thôi được rồi, các con có thể ra ngoài vườn chơi, nhưng con phải trông chừng chót. Peppa và George rất thích được chơi ở ngoài vườn. George, giờ chị ném bóng cho em và em phải chụp nha. George, em vẫn còn nứt cục sao? George, bây giờ ném bóng cho chị đi và chị sẽ chụp lấy nó. George. Ôi trời, cơn nứt cục của George đã làm hỏng trò chơi. George, chị biết cách chữa nứt cục rồi. Em phải nghe theo lời chị nha. Em hãy vừa xoa đỉnh đầu và vừa xoa bụng của mình. Tốt, bây giờ em hết nứt cục chưa? Có vẻ cách chữa nứt cục của Peppa không có hiệu quả. George, em làm sai cách đó rồi. Chị biết một cách hay hơn để chữa nứt cục. Đầu tiên, em hãy nhảy lên 3 lần bằng một chân thôi. Bây giờ, vẫy hai cánh tay của em lên xuống và lè lưỡi của em ra. Bây giờ, nhắm mắt lại và quay người thật nhanh 3 lần. Cách chữa lần này của Peppa cũng không hiệu quả. George vẫn còn bị nứt cục. Chị biết rồi. Để chữa nứt cục, chú heo bị bệnh phải bị giật mình một cái. George, bây giờ chị sẽ dọa em, nhưng em phải nhớ là đây chỉ là một trò chơi để chữa nứt cục cho em. Em hãy nhớ là chị chỉ làm bộ dọa em thôi, George. Peppa, con phải nhẹ tay khi chơi với em con chứ. Sót vẫn còn nhỏ mà. Con xin lỗi mẹ, tại vì con muốn chữa nứt cục cho em thôi. Hay quá, George đã không còn nứt cục nữa. Heo ba đang đi tới với hai ly nước trái cây trên khay. George, nếu con uống nhanh quá thì con sẽ lại bị nứt cục nữa đó. Con không có nhỏ như em, George, nên con muốn uống nước trái cây nhanh thế nào cũng được. George,
Hôm nay là một ngày đẹp trời, cho nên Peppa và George cùng nhau đạp xe đạp đi dạo. Quả bí này đúng là to thiệt đó heo ba. Heo ba rất tự hào về trái bí đỏ của mình trồng. Bí đỏ là thứ duy nhất mà anh trồng được. Có lẽ vì anh rất thích món bánh bí đỏ đó em. Đạp nhanh lên George. Danny, Suzy, Rebecca. Peppa gặp bạn của mình là chó Danny. Cừu Suzy và thỏ Rebecca cũng đang chạy trên những chiếc xe đạp hai bánh. Nhưng George lại chạy trên xe đạp ba bánh. Em đạp chậm quá. Chúng ta đua tới trái bí của heo ba đi. Nếu chúng ta đua tới trái bí của heo ba thì phải thật cẩn thận để không đụng vào nó nha. Ba mình sẽ rất là buồn nếu trái bí đó bị làm sao. Cậu đừng lo mà Peppa, mau đua nào. Peppa và bạn mình chạy đua tới trái bí của heo ba. Nè, có chừng trái bí của chú. Peppa, coi chừng trái bí của heo ba kìa. Con xin lỗi ba. Nhìn chót kìa, em ấy đi chậm quá. Em chót vẫn dùng xe đạp của em bé. Cậu cũng đang chạy xe của em bé mà Peppa. Cậu vẫn dùng bánh xe hỗ trợ đó. Mình có thể chạy mà không có bánh xe hỗ trợ luôn. Mình cũng vậy. Mình nữa. Chúng ta chạy lên đồi lại đi. Cậu có đi không Peppa? Không, mình nghĩ là mình sẽ ở lại đây. Lát nữa gặp lại nha. Tạm biệt. Peppa ước sao xe đạp của mình không có bánh xe phụ nữa. Ba ơi, con không muốn gắn bánh xe phụ nữa đâu ba ơi. Con nghĩ mình không dùng chúng có được không? Dạ có. Được rồi Peppa, để bà tháo chúng ra. Heo ba lập tức tháo bánh xe phụ ra khỏi xe đạp của heo Peppa. Con chắc là muốn chạy mà không có bánh xe phụ luôn hả Peppa? Dạ có. Nhưng con chưa từng làm như vậy. Con làm được mà mẹ, con nhất định sẽ làm được. Không có gì vui đâu George. Đạp xe không có bánh phụ đúng là không dễ chút nào. Muốn bà giúp con không Peppa? Dạ được thưa ba. Được rồi, sẵn sàng, ngồi vững, đi nào. Ba đừng buông tay ra nha. Con đừng lo, có ba ở đây. Con đang làm rất tốt đó Peppa. Giữ nhắc nha ba. Cứ đạp tiếp đi con. Peppa đang tự mình đạp xe mà không cần có bánh phụ. Ba ơi, tại sao ba buông tay ra vậy? Từ nãy giờ con đã tự đạp một mình rồi. Thật sao? Con còn đạp rất là giỏi nữa đó Peppa. Thật hả mẹ? Đúng là con làm được rồi. Ba mẹ nhìn con nè. Con có thể đạp xe mà không cần gắn bánh phụ. Danny, Suzy, Rebecca, nhìn mình nè. Mình không còn gắn bánh xe phụ nữa các bạn ơi. Nhìn mình nè. Giờ chúng ta đua tới trái bí của ba mình nha. Peppa, coi chừng trái bí của ba. Mình sẽ chiến thắng. Peppa không nhìn hướng mình đang chạy. Ôi trời, heo Peppa đã đè vỡ trái bí to của heo ba. Con xin lỗi ba vì đã đè vỡ trái bí của ba. Không cần lo tới trái bí đâu con. Điều quan trọng là con vẫn không sao. Nhưng sau này con phải luôn nhìn về phía trước có biết chưa? Con hứa là sẽ không làm như vậy nữa. Tốt. Thôi được rồi, dù sao thì trái bí đã bị dở rồi. Ba có thể dùng nó để làm bánh bí đỏ. Con cũng rất thích bánh bí đỏ. Và vì trái bí của heo ba rất là lớn nên sẽ có đủ bánh bí đỏ cho tất cả mọi người ở đây. Bí mật. Heo
heo mẹ đã làm một cái hộp đặc biệt cho heo Peppa. Peppa, cái hộp này là dành cho con đó. Cảm ơn mẹ. Nó là cái hộp bí mật để con giữ những thứ bí mật của mình. Con có thể bỏ cái gì vào đây hả mẹ? Chuyện đó thì con phải tự quyết định đi Peppa. Đó là hộp bí mật của con mà. Con biết có thể bỏ cái gì vào rồi. Tốt, nhưng đừng nói với mẹ nha. Con sẽ không nói với mẹ hay chót hay ba đâu, vì nó là bí mật mà. Chót, đây là hộp bí mật của chị đó. Nó vẫn còn trống. Chị phải tìm một cái gì đó để bỏ vào đây. Và George muốn giúp Peppa. Không George, chỉ một mình chị biết trong này có cái gì thôi. Em phải ra ngoài đợi trong lúc chị chọn. Peppa sẽ chọn vài thứ bí mật để cho vào cái hộp của mình. Vậy là hộp bí mật của chị đã đầy rồi. George, em không được xem bên trong đâu. Nhưng mà George rất muốn biết trong cái hộp bí mật của Peppa có gì. Nếu em muốn, em có thể đoán thử. Khủng long. George thì nghĩ Peppa đã bỏ một con khủng long vào đó. Không George, tại sao chuyện gì em cũng nói khủng long hết vậy? Bộ em không thấy con khủng long quá lớn để bỏ vào trong hộp này sao? Vậy là George không đoán được trong hộp bí mật của Peppa có gì. Lúc này heo ba đang làm sạch một bức tranh. Ba ơi, đây là hộp bí mật của con nè. Mẹ đã làm cho con đó ba. Nó rất là đẹp đó Peppa, nhưng trong đó có gì? Đó là một điều bí mật. George đã thử đoán, nhưng mà em ấy đoán không đúng. Vậy để ba đoán thử xem. Dạ được. Con bỏ mắt kính của ba vô đây sao? Dạ không. Ba vẫn đang đeo mắt kính của mình mà. Đúng rồi ha. Ba đoán dở quá. Ba phải suy nghĩ kỹ hơn mới được. Được rồi. Con bỏ giày của mẹ vào đây đúng không? Dạ không. Ba đã hết lực đoán rồi. Peppa thích những điều bí mật. Mẹ ơi, không ai biết trong hộp của con có gì. Chót, em có gì vậy? Mẹ cũng làm một hộp cho Chót. Và em cũng bỏ đồ vào đó. Và chỉ mình Chót biết trong đó có gì thôi. Vậy là Peppa muốn biết trong hộp của Chót là gì? Chắc chắn trong đó là đồ chơi khủng long của em Chót rồi. Khủng long đồ chơi của Chót không có trong cái hộp đó. Thiệt khó đoán quá đi. Chị không đoán được. Peppa không còn thích những điều bí mật như trước. Có thể, nếu con chia sẻ một thứ trong hộp của con, em con sẽ chia sẻ một thứ của mình. Cũng được, nhưng chúng ta phải làm cùng một lúc mới được. Đó là một ý kiến hay đó con. Khi đếm tới ba, hai con hãy lấy đồ trong hộp ra. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Một, hai, ba. Josh có một cái trống. Peppa có một cái kèn. Chuyện này thật là vui. Phải, tiếng nhạc rất là vui tai. Các con còn gì nữa hay không? George có một cái bánh vòng nhân kem. Nhưng hộp của Peppa thì không còn gì. Chị không còn gì nữa. Đừng lo, mẹ có đi. Nào mọi người, ăn đi. George, Peppa, heo mẹ và heo ba đều thích món bánh vòng nhân kem này. Bà không có cái hộp đặc biệt, nhưng bà biết một chỗ rất tốt để giấu cái bánh vòng này. Các con biết là ở đâu không? Ba giấu nó ở trong tủ lạnh phải không? Phải không ba? Không, là một nơi đặc biệt hơn nhiều. Bụng của ba. Bánh ngon quá. Con cũng sẽ giấu bánh của con ở trong bụng của con. Mẹ cũng vậy. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Peppa và gia đình mình đi tới công viên chơi. Họ sẽ chơi trò thả diều. George là người sẽ thả con diều trước tiên. Rồi George chạy nhanh nhất có thể. Nhưng mà con diều lại không bay lên. George, em làm sai hết rồi. Là do
bây giờ tới lượt chị. Rồi đến Peppa chạy nhanh nhất có thể. Nhưng con diều nó vẫn không bay lên. Diều sẽ không bay nếu như không có gió, dù cho con chạy nhanh tới mức nào. Chúng ta chỉ cần đợi tới khi trời bắt đầu có gió thổi. Nhìn kìa, bắt đầu có gió rồi đó. Bây giờ trời đã có gió, diều đã có thể bay. Cơn gió bây giờ khá mạnh. Rồi cơn gió bây giờ rất mạnh. Peppa. Cảm ơn ba. Rồi heo ba là người điều khiển diều. Kéo nữa, kéo nữa. Có vẻ heo ba điều khiển diều rất giỏi. Phải, mấy trò chơi này ba chơi rất giỏi. Cẩn thận mấy cái cây đó anh, coi chừng vừa bị vướng vào đó bây giờ. Em đừng lo, anh biết anh đang làm gì. Ôi trời, heo ba đã làm cho con diều bị vướng lên cành cây rồi. Ôi không. Thôi con nín đi Sóc, ba sẽ lấy con diều xuống cho con mà. Ờ, phải. Hai đứa cẩn thận, ở chỗ đó có một vũng bùn. Tại vì Peppa và Sóc rất thích nhảy vào vũng bùn. Tụi con nhảy vào đó được không mẹ? Đi mà. Không, mẹ không muốn hai con bị dính bùn đâu. Các con mau lùi lại đi. Anh hãy cẩn thận nha heo ba. Anh biết anh đang làm gì. Anh cẩn thận đó. Còn một chút nữa thôi bà ơi. Theo ba à, anh quá nặng so với cái cành cây đó. Không đâu, anh biết rõ anh nặng tới mức nào. Lấy được rồi. Như vậy là heo ba đã cứu được con diều. Ôi trời, mọi người dính đầy bùn rồi. Chỉ là bùn thôi mà. Cũng may là heo ba đã không bị thương gì. Và con diều đã được lấy xuống. Mẹ ơi, bây giờ tụi con đã dính đầy bùn rồi. Tụi con chơi trên vũng bùn được không mẹ? Được rồi, các con cứ chơi đi. Dù sao các con cũng dính rất nhiều bùn rồi. Và mẹ nghĩ heo ba sẽ là người giặt đồ ngày hôm nay đó. Peppa và George rất thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Heo mẹ và heo ba rất thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Mọi người thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn cũng vui như là thả diều vậy đó. Heo ba bị mất mắt kính. Heo ba thường hay đeo mắt kính. Ông ấy cần đeo kính để nhìn thấy được rõ hơn. Khi mà heo ba đeo mắt kính thì mọi thứ trông rất bình thường. Nhưng một khi heo ba bỏ mắt kính ra thì ông không thể nhìn rõ mọi thứ. Mọi thứ đều bị nhòe và mờ đi rất nhiều. Nên việc heo ba luôn luôn biết kính của mình đang ở đâu là rất quan trọng. Đôi khi heo ba làm mất mắt kính của mình. Peppa, Sóc, các con có thấy mắt kính của ba để ở đâu không? Ba không tìm thấy nó ở đâu hết. Dạ không mẹ.
Peppa và George không biết mắt kính của heo ba đang ở đâu. Ôi trời, heo ba không thể thấy gì nếu không có kính, nên ba con sẽ thấy bực bội cho mà coi. Không có mắt kính của mình, lúc đó heo ba không thể nào đọc báo được. Chuyện này thật mắc cười, mình không nhìn thấy gì hết. Chắc ai đó đã để cặp mắt kính sai chỗ rồi. Anh nhớ lần cuối cùng nhìn thấy nó là ở đâu không heo ba? Khi không đeo nó, anh luôn để nó ở trong túi của mình. Nhưng bây giờ lại không có. Ba ơi, tụi con có thể giúp ba tìm mắt kính được không ba? Ý hay đó Peppa. Nếu con tìm ra nó, thì ba con sẽ không còn bực bội nữa. Anh không hề bực bội. Peppa và George đi tìm mắt kính của heo ba. Peppa thì tìm ở dưới tờ báo, nhưng mắt kính của heo ba không ở đó. Còn George thì tìm ở phía trên TV, nhưng mắt kính của heo ba không ở đó. Chúng ta lên lầu tìm trong phòng của ba và mẹ đi em. Peppa và George cùng nhau tìm trong phòng của ba và mẹ. George, em cẩn thận đừng làm ngã cái gì nha. Không có gì vui đâu George. Peppa tìm ở dưới những cái gối, nhưng mắt kính của heo ba không ở đó. George thì tìm trong đôi dép của heo ba, nhưng mắt kính cũng không ở đó. Mình tìm trong nhà tắm đi em. Peppa và George đi tìm trong bồn tắm. Mắt kính không có trong bồn tắm. Mắt kính cũng không có trong bồn cầu. Khó tìm quá ha George. Peppa và George đã không tìm được mắt kính của heo ba dù đã cố gắng. Tụi con đã tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy mắt kính của ba đâu hết. Ôi trời, bây giờ làm sao đây? Có vẻ anh phải làm mọi thứ mà không có mắt kính rồi. Nếu đi từ từ như vậy sẽ không đụng vào ai. Nó kia kìa, mắt kính của ba nè. Heo ba à, thì ra nãy giờ anh đã ngồi lên nó. Ồ. Mặt ba đỏ rồi kìa. Anh không nhớ tại sao lại để nó ở đó. Đúng là kỳ lạ. Anh à, anh có thể là một heo ba hay đản trí, nhưng ít nhất anh không còn bực bội nữa. Anh không có bực bội mà. Peppa và George được tới chơi nhà của heo ông và heo bà. Ông ơi, chụp bấm nè. Chụp nè. Gì đây con? Hảo là Là một con khủng long sao? Ông ơi, ông đang làm gì vậy? Ông đang gieo những hạt giống này. Hạt để làm gì vậy ông? Hạt sẽ mọc thành cây. Ông chỉ cần làm một cái lỗ nhỏ, rồi gieo hạt vô. Sau đó thì lấp cái lỗ lại và tưới nước cho nó. Mọi thứ trong vườn của ông đều mọc lên từ những hạt giống như vậy đó con à. Cả cây táo lớn đó đúng không ông? Ồ đúng vậy. Một hạt giống nhỏ, nó sẽ phát triển thành một cây táo nhỏ đó con. Đây nè. Và cái cây táo nhỏ này, nó sẽ phát triển thành một cây táo lớn hơn, giống như vậy nè. Ôi. Và bên trong trái táo này sẽ có thêm hạt đó con. Để trồng thêm những cây táo hả ông? Đúng như vậy đó. Ông ơi, con cũng muốn gieo hạt. Vậy con có muốn gieo hạt dâu tây hay không? Dạ có.
Hạt giống này sẽ phát triển thành một cái cây dâu tây thật đẹp đó con. Trước tiên hãy làm một cái lỗ nhỏ. Sau đó con gieo hạt giống vào, rồi lấy đất lấp lại. Muốn ông tưới thay cho con không? Dạ không, con muốn tự mình tưới nó. Tốt lắm, bây giờ chúng ta sẽ đợi nó nảy mầm. Peppa và George đợi hạt cây nảy mầm và lớn lên. Đợi nãy giờ rồi mà vẫn không thấy lớn. Con phải thật kiên nhẫn chứ Peppa. Nó cần có rất nhiều thời gian để lớn lên. Peppa, George, đã tới lúc về nhà rồi con. Nhưng tụi con đang đợi cây dâu của tụi con lớn lên. Con muốn ăn dâu tây với trà. Con đừng lo Peppa. Lần sau khi con tới thì cái hạt này sẽ phát triển thành cây đó. Là chúng ta sẽ có dâu phải không ông? Phải rồi. Đi thôi Peppa. Thưa ông, con về. Tạm biệt cây dâu nha. Heo ông chăm sóc cho cây dâu tây của heo Peppa. Sau nhiều ngày thì heo ông thấy một cái cây nhỏ đang phát triển. Ngày qua ngày cái cây càng lúc càng lớn hơn. Đến một ngày, heo ông thấy một thứ rất đặc biệt từ cái cây đó. Trái dâu tây. Ông ơi, tụi con tới rồi. Peppa và George lại tới chơi nhà ông. Ông ơi, cái cây của tụi con có lớn không? Có. Xem nè. Dâu tây. Con cảm ơn ông rất nhiều. Ông ơi, chúng ta trồng cây khác được không ông? Được. Bây giờ thì tới lượt George chọn cây cần trồng nha. Dạ phải. Em chọn đi chứ. Chọn cà rốt. Ông ơi, con nghĩ là em rất muốn trồng cà rốt đó ông. George, con có muốn trồng cà rốt hay không? À ha. Vậy con muốn trồng gì hả con? George nghĩ tới thứ mà mình muốn trồng. Không làm. Vậy là George muốn trồng một cây khủng long. George không biết rồi. Khủng long đâu có mọc thành cây được. Chú heo ở giữa. George đang chơi với trái bóng ở ngoài vườn. Peppa cũng muốn được chơi cùng. George, em làm sai hết rồi. Chụp bóng phải như vậy nè. Không phải như vậy. Lúc nãy em làm vậy đó. Peppa đúng là chú heo nhỏ tinh nghịch. Quay lại đây đi chú heo nhỏ. Có lẽ Peppa đang trêu chọc em George của mình hơi quá. Peppa, con đang chọc em George sao? Không phải như vậy đâu mẹ. Con đang chỉ em ấy cách chụp bóng. Thật sao? Mẹ biết một trò để giúp George học cách chụp bóng. Nó gọi là chú heo ở giữa. Peppa, con cầm trái bóng và đứng ở đằng đó đi. Còn George, con cứ đứng ở đó. Tốt. Giờ hai con phải ném bóng cho nhau nha. Và mẹ phải cố chụp lấy nó. Mẹ sẽ là chú heo ở giữa. Mẹ chính là chú heo ở giữa. Chụp đi George. Ồ, quá rồi. George đã chụp được bóng. Hoan hô. Tốt lắm George. Bây giờ hãy ném bóng cho Peppa đi con. Ồ, thử lại đi. Ồ, thử lần nữa.
George không thể ném trái bóng qua heo mẹ được. Cố lên George, em ném bóng qua cho chị đi. George thật ngốc. Chị cũng làm được vậy. Peppa muốn bắt chước theo George, nhưng cậu ấy quá lớn nên bị kẹt lại. Mẹ đã có bóng rồi nè. Peppa, bây giờ tới lượt con ra giữa đi. George, chụp lấy. Hoan hô. Chụp được rồi. George, em ra giữa nha. George, chụp đi. Chụp bóng đi George. George à, chụp đi con. Em chụp đi George. Đây này George. Ôi trời, Peppa, con không nên trêu chọc em George như vậy. Xin lỗi George. Có chuyện gì vậy hai đứa? Ba ơi, em George còn quá nhỏ để chơi trò chú heo ở giữa. Ba nghĩ em còn đủ lớn mà. Không đâu ba, ba hãy nhìn nè. Chụp đi George. Hoan hô. Ba không công bằng. Công bằng chứ con, ba chỉ giúp em George một tay thôi mà. Mẹ ơi, mẹ giúp con một tay được không mẹ? Tất nhiên là được chứ bé ba. Ném cho chị đi. Chụp nè George. Peppa thích chơi trò chụp bóng. George cũng thích chơi trò chụp bóng. Mọi người đều thích chơi trò chụp bóng. Quần áo. Một hôm Peppa và George đang chơi trong phòng của ba mẹ mình. Cái gì đây? Và Peppa tìm được một thùng đựng quần áo cũ. Wow, đây là nón của ba nè. Còn đây là váy của mẹ. George, chúng ta mặc vào rồi chơi trò đóng giả ba mẹ đi em. Em đội nón của ba nha. Và mặc áo khoác của ba luôn. Xin chào heo ba. Giờ tới lượt chị. Đây là váy của mẹ. Và đây là nón của mẹ. Heo ba ơi, giày của heo ba đâu rồi? Bây giờ chị phải mang giày đây. Bây giờ chị phải trông thật đẹp mới được, giống như mẹ. Rồi Peppa tìm thấy hộp trang điểm của mẹ. À ha. Dạ một chút phấn nè. Đẹp lắm. Bây giờ tới son môi. Bây giờ heo mẹ trông thật là đẹp. Mình đi thôi nào heo ba. Đã tới giờ đi làm rồi. Lúc đó heo mẹ đang làm việc trước máy vi tính. Chào con Peppa, chào con George. Mẹ nói vậy là không đúng rồi. Peppa, mẹ chỉ chào thôi mà. Con không phải heo Peppa, con là heo mẹ. Phải rồi, tất nhiên. Xin chào heo mẹ nha. Xin chào. Và đây là heo ba. George. Được rồi, chào các anh nữa nha heo ba. Xin lỗi nha, giờ tôi có công việc phải làm. Alo. Phải. Tôi không làm cái này. Không, cảm ơn. Tạm biệt. Peppa rất thích khi đóng giả làm heo mẹ. Nhưng mà George thì thấy hơi buồn chán. Xin lỗi heo ba, tôi
cũng gần sắp xong rồi. Rồi, đã xong. Đi thôi heo ba, tới lúc anh làm việc rồi. Tạm biệt heo mẹ và heo ba nha. Tạm biệt. Lúc đó heo ba đang đào hố trong sân. Chào con Peppa, chào con chú. Con không phải Peppa, con là heo mẹ. Và đây là heo ba. Hôm nay heo ba tới đây để làm việc. Anh thật là siêng năng đó heo ba. Nhưng hãy cẩn thận, cái hố này rất là sâu. Và mong là heo ba không phải đang mặc bộ đồ đẹp nhất để làm công việc đào hố. Mình cũng muốn rống một tiếng lớn như vậy. Có kem đây mọi người. Kem kìa. Peppa, Rốt, hai con cần phải bỏ bộ đồ dính bùn trước khi ăn nha. Con là heo mẹ và đây là heo ba. Có chắc không? Dạ chắc. Vậy Peppa và Rốt đâu rồi? Con không biết. Vậy thì tiếc quá, chỉ có món kem chúng thích nhất ở đây nè. Nếu không tìm ra chúng thì... Con đây nè. Peppa, Rốt, các con đây rồi. Dạ phải thưa mẹ, tụi con chỉ giả làm ba mẹ một chút thôi. Con đã lừa được ba mẹ ha. Giày mới. Peppa và Chót vừa chơi ở ngoài vườn về. Peppa, giày của con đâu? Ồ, con mất giày rồi. Mẹ nghĩ chúng ta sẽ tìm được chúng. Có lẽ là chúng ta nên tìm chúng ở trong vườn. Phải. Mọi người cùng nhau đi tìm giày của Peppa. Heo mẹ thì tìm ở bụi hoa màu vàng, nhưng đôi giày không ở đó. Ồ. Trong khi đó heo ba tìm trong xe đẩy. Giày của Peppa cũng không ở đó. Ồ. Còn Peppa và Chót thì tìm trong chậu hoa. Giày của Peppa cũng không ở trong đó. Chúng ta đã tìm khắp nơi, nhưng mà vẫn không tìm được giày của Peppa. Giày của Peppa đã bị mất rồi. Vậy giờ con không có giày để mang. Tội nghiệp Peppa, mẹ thấy giày của con cũng hơi cũ rồi. Chúng ta sẽ mua đôi mới. Vậy con mang giày màu đỏ được không mẹ? Tất nhiên là được chứ con. Chót, chị sẽ có đôi giày mới màu đỏ đó em. Vậy là heo mẹ và Peppa cùng đến tiệm giày của cô thỏ. Xin chào cô thỏ trắng. Ồ, xin chào heo mẹ. Chúng tôi muốn tìm mua một đôi giày mới cho heo Peppa. Giày đỏ. Được rồi, cô sẽ chọn cho con một đôi giày thật đẹp nha Peppa. Giày màu đỏ. Nha cô. Tất nhiên rồi, đôi này nha. Wow. Giày đỏ mới. Lúc đó George và heo ba đang chơi cờ. Con giỏi lắm George. Ba ơi, ba ơi. Nhìn giày mới của con nè, nó màu đỏ. Đúng rồi, là màu đỏ. Mẹ ơi, mẹ có thích giày mới của con không? Có Peppa, chúng làm con trông rất thông minh. George, em có thích giày mới của chị không? Cả nhà ai cũng thích giày mới của Peppa. Con rất thích giày mới của mình. Và con sẽ không bao giờ gỡ nó ra. Rồi tới lúc đi tắm, Peppa vẫn muốn mang giày mới của mình, dù đã nằm trong bồn. Khi mà Peppa đã mặc đồ ngủ, cô bé vẫn còn mang giày mới của mình. Peppa còn muốn mang cả giày mới lên giường khi đi ngủ. Peppa, con có chắc là không muốn cởi giày ra không? Con không muốn cởi đôi giày đỏ ra đâu mẹ. Thôi được rồi, ngủ ngon nha Peppa và Rốt. Chúc mẹ ngủ ngon. Chúc ba ngủ ngon. Ngủ ngon nha hai chú heo nhỏ của ba. Trời đã mưa suốt đêm qua và bây giờ khu vườn trở nên rất ướt. Heo mẹ đang mang ủng của mình.
Heo ba cũng đang mang ủng của mình. George cũng đang mang ủng của mình. Trong khi đó, Peppa vẫn đang mang đôi giày mới của mình. George đang chơi đùa ở bãi cỏ ướt. Có lẽ Peppa muốn chơi ở bãi cỏ ướt như em mình, nhưng cô bé không muốn làm giày bị ướt. Chị không thể chơi ở bãi cỏ ướt được đâu, George. Và George thích nhảy trên những vũng bùn. Nhưng cô bé lại không muốn làm giày mới của mình dính bùn. Heo mẹ và heo ba cũng thích nhảy trên vũng bùn. Mọi người ai cũng thích nhảy trên vũng bùn. Ủa, Peppa đang đi đâu vậy? Thì ra Peppa đi mang ủng của mình. Nếu như bạn muốn nhảy trong những vũng bùn thì bạn phải mang ủng của mình nha. Ngày hội trường. Hôm nay là ngày lễ hội của trường. Peppa rất thích tham gia buổi lễ. Đây là các bạn của Peppa: mèo Candy, cụ Suzy, chó Danny, thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Chào các bạn. Chào Peppa. Mình rất thích ngày hội của trường. Mình cũng vậy. Các cậu thích gì nhất? Là trò vẽ mặt á. Mình thì thích bong bóng nhất. Còn mình thì thích lâu đài hai nhất. Mình thích tất cả. Một lựa chọn tốt đó Peppa. Lát nữa gặp lại nha Peppa. Lát nữa gặp lại. George, con thích gì nhất hả con? Hấu làm. Ôi trời, ở chỗ này không có khủng long cho con đâu George. Có thể chúng ta sẽ tìm được một chú khủng long bong bóng. Anh có chắc ở đây có bong bóng khủng long không heo ba? Anh chắc chắn là có. Con và George có thể đi vẽ mặt được không hả ba? Tất nhiên rồi. Cô thỏ vẽ cho các bạn của Peppa thành những chú hổ. Xong rồi đó Suzy, bây giờ con giống một nàng hổ rồi. Con cảm ơn cô thỏ nhiều. Wow. Mình thích hình vẽ của bạn Suzy. Bạn là một chú mèo đúng không? Không, mình là một nàng hổ. Peppa, con có muốn vẽ mặt hay không? Dạ có. Con muốn làm một chú voi. Không được, cô không biết cách vẽ con voi rồi. Cô có thể vẽ hổ thôi. Dạ được, cô vẽ được không cô? Được rồi đó Peppa, con đã là một nàng hổ rồi. Mình là một con hổ. George, con muốn trở thành gì nè? Khủng long. Là khủng long sao? À, hay là hổ đi được không? Cô rất giỏi vẽ hổ. Chị là hổ nè. Mình cũng vậy. Miêu. Hổ đâu có sữa gâu gâu. Sao cậu biết vậy? Vì hổ là một chú mèo lớn mà. Miêu. Và mình là mèo. Candy, cậu chỉ tụi mình cách làm hổ được không? Được thôi. Hổ sẽ rình rập con mồi từ từ như vậy nè. Sau đó sẽ nhảy ra. Và hổ thích tự liếm sạch toàn thân của mình. Nhưng hay nhất là khi mà hổ đang thấy vui thì sẽ kêu là. Xin chào các con. Ôi trời ơi, các con đều là hổ hả? Con đang dạy các bạn làm hổ đúng cách đó coi. Vậy các chú hổ nhỏ định làm gì tiếp đi? Hấu lâu. Phải rồi, chúng ta phải tìm bong bóng khủng long cho George. Mỗi đứa các con sẽ được một cái. Xin chào cô Linh Dương. Chúng tôi muốn vài quả bong bóng thưa cô. Tất nhiên là được. Tôi có rất nhiều màu, nhiều hình đây nè. Để con lấy bong bóng hình ra được không cô? Được, của con đây Peppa. Con muốn bong bóng kangaroo, bong bóng sư tử, bong bóng khỉ con, bong bóng chim vẹt. Được thôi, ở đây cô sẽ có đủ. Cô Linh Dương ơi, chúng tôi đang tìm một bong bóng có hình khủng long cho George. Ôi trời ơi, hiện giờ tôi không có cái bong bóng khủng long nào hết. Làm sao đây heo ba? Ồ.
chó, con đừng khóc nữa. Bà có một ý này. Tôi lấy hai cái bong bóng dài được không cô? Được rồi, mọi người hãy xem đây. Heo ba đang làm cái gì với cái bong bóng dài vậy cả? Xong, mọi người đoán được đây là gì không? Có phải là kangaroo không ạ? Không, nó là... khủng long. Đúng rồi, một chú khủng long. Heo ba đã làm một chú khủng long từ bong bóng. Khủng long. Chúng ta đến lâu đài kia đi. Peppa rất thích nhảy lên lâu đài bằng hơi. Mọi người đều thích nhảy lên lâu đài bằng hơi. Đây là ngày hội trường tuyệt vời nhất. Dã ngoại. Hôm nay là một ngày trời đầy nắng đẹp. Peppa và gia đình mình sắp đi dã ngoại. Heo ba đang cầm theo giỏ đồ dùng để đi dã ngoại. Tham trải ngoài trời, bánh mì, phô mai, cà chua và một chai nước chanh. Chúng ta còn quên gì hay không cả nhà? Bánh vô tay của mẹ đâu ba? Bà chỉ giỡn một chút thôi. Bà đã lấy bánh vô tay của mẹ để trong giỏ rồi. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Vậy thì đi thôi. Có vẻ chỗ này là điểm dã ngoại tốt đó. Ở ngoài trời thật là tuyệt vời. Chúng ta nên chạy dài vòng coi như tập thể dục. Em thì muốn ăn rồi sau đó chợp mắt. Và chắc chắn không muốn chạy vòng vòng đâu. Con nghĩ là ba nên chạy bộ mấy vòng. Bụng ba to quá rồi kìa. Bụng của ba đâu có to con. Nhưng lát nữa ba sẽ tập thể dục, cho dù không có ai tập cùng. Ăn nào. Ý hay đó heo mẹ xinh đẹp. Anh thật sự rất đói. Ngon quá. Anh thấy buồn ngủ rồi. Không phải là anh muốn chạy thể dục mấy vòng sao heo ba? Để sau đi. Trên kia có mấy chú vịt đang bơi. Mẹ ơi, tụi con cho vịt ăn được không mẹ? Được, lấy phần bánh thừa cho chúng đi con. Peppa và George thích cho vịt ăn bánh mì. Mẹ ơi, con nghĩ là chúng muốn ăn nữa. Đó là phần bánh mì cuối cùng rồi. Mẹ nghĩ chúng ăn đủ rồi con à. Xin lỗi vịt con nha. Mình hết bánh rồi. Nhưng vịt vẫn còn muốn ăn. Xem ra heo ba sẽ không tập thể dục nữa rồi. Chuyện gì vậy? Lại là đám vịt con. Peppa nói rồi mà, không còn bánh mì đâu. Mẹ ơi, chúng ta vẫn còn bánh vô tay mà mẹ. Ăn đi, nếu như chúng ta còn thừa bánh thì con có thể cho vịt ăn. Mọi người ai cũng thích bánh dâu tây của heo mẹ làm. Ồ, một con ong, mẹ rất ghét ong. Mẹ các con đúng là nhát thiệt, chỉ là con ong nhỏ thôi mà. Bay đi đi ong à. Em đứng yên đi heo mẹ, nó sẽ bay đi thôi. Đó, thấy chưa, chỉ cần đứng yên mà thôi. Nè, tránh ra đi chứ. Đi đi, giúp tôi với, đuổi nó, đi đi. Mong là con ong đó sẽ không chết ba. Tránh ra đi, con côn trùng này. Không, heo ba chạy quá nhanh nên con ong sẽ không đuổi kịp. Chúng ta ăn bánh đi mẹ, trước khi con ong đó quay lại. Ôi không, chúng ta quên chừa cho vịt rồi. Chắc thoát được con ong đó rồi. Anh nói là sẽ chạy vòng vòng để tập thể dục mà đúng không heo ba? Anh đã thực hiện được rồi đó. Cũng may là anh vẫn còn giữ được miếng bánh dâu tây của mình. Khoan đã ba, tụi con đã hứa cho vịt ăn bánh rồi ba. Các bạn may mắn lắm đó. Mau nói cảm ơn với ba mình đi. Chuyện nhỏ thôi mà.
Đã tới lúc về nhà rồi. Tạm biệt những chú vịt đi nào. Tạm biệt bạn vịt. Lần sau gặp lại nha. Công chúa buồn ngủ. Bây giờ là buổi tối. Bé Ba và Chót đang trở về giường của mình. Các con ngủ ngon nha. Mẹ ơi, ba ơi. Sao vậy bé Ba? Nhưng con chưa thấy buồn ngủ. Con nghe kể chuyện được không? Nhưng có thể em Chót đang buồn ngủ và không muốn nghe kể chuyện đâu. Chót, em có muốn nghe ba kể chuyện không? Nói có đi. Thôi được rồi. Nhưng mà ba chỉ kể một câu chuyện thôi đó nha. Vậy hai đứa phải hứa với mẹ là sau khi nghe ba kể chuyện xong thì phải đi ngủ liền. Tụi con hứa. Để coi kể chuyện gì đây ta. Ba sẽ kể câu chuyện công chúa buồn ngủ. Chuyện này nghe có chán không ba? Nghe như rất chán. Không có chán đâu. Nó rất là hay đó con. Chuyện này có công chúa nhỏ không ba? Peppa, nếu như con cứ hỏi như vậy thì heo ba sẽ không thể kể chuyện. Dạ con xin lỗi mẹ. Nhưng trong chuyện này có công chúa nhỏ đúng không ba? Phải. Có một cô công chúa nhỏ trong câu chuyện. Chuyện công chúa buồn ngủ. Ngày xưa, trong một lâu đài, có một cô công chúa nhỏ đang sống. Và cô ấy được gọi là công chúa buồn ngủ. Ba ơi, sao cô ấy được gọi như vậy? Để lát nữa ba sẽ kể tới. Công chúa đó có xinh đẹp hay không ba? Có, cô ấy rất là xinh đẹp. Cô ấy rất thích nhìn bản thân mình ở trong gương. Nhìn mình thật xinh đẹp. Còn ai sống trong lâu đài nữa không ba? Những người khác ở trong lâu đài là hoàng tử nhỏ, nữ hoàng mẹ và quốc vương ba. Đúng vậy, tất cả họ cùng sống ở lâu đài. Vậy quốc vương có bụng to giống như ba không? Tất nhiên là không rồi. Ngài ấy rất là phong độ, giống như ba đây. Ngoài ra thì không chỉ có vậy, còn có một chú rồng. Một chú khủng long à? Phải, đó không phải là rồng mà là một chú khủng long. Sống ở bên ngoài, cậu ấy rất lớn. Một chú khủng long dữ tợn. Ôi trời, có lẽ chú khủng long đó không dữ tợn đến vậy đâu, đúng không hả anh? Xin lỗi cho, thật ra chú khủng long đó rất hiền lành. Và cậu ấy chỉ biết ăn cỏ thôi. Trời ơi anh à. Bà xin lỗi, nhưng đó là tiếng của chú khủng long. Bà ơi, sao cô công chúa nhỏ gọi là công chúa buồn ngủ vậy ba? Để bà kể tiếp nha. Là vì khi mặt trời lặn, khi trăng và sao xuất hiện trên bầu trời, và mọi người tất cả đều cảm thấy buồn ngủ. Nhưng người thấy buồn ngủ nhất chính là công chúa buồn ngủ. Peppa, con buồn ngủ chưa? Dạ chưa ba ơi, con chưa buồn ngủ chút nào hết luôn. Nhưng người khác thì có. Chót, dậy đi, em bỏ lỡ đoạn cuối bây giờ. Có thể Peppa thì không thấy buồn ngủ, nhưng mà cô công chúa buồn ngủ trong câu chuyện thì nhìn bản thân của mình trong gương cả ngày, cho nên bây giờ cô ấy rất mệt mỏi. Để ta đưa con về giường nha. Ngủ ngon. Và rồi công chúa buồn ngủ đã buồn ngủ tới mức cô ấy đã lập tức thiếp đi. Cảm ơn anh vì câu chuyện rất hay này, quốc vương ba. Chuyện nhỏ thôi mà, nữ hoàng mẹ. Dạ em thấy hoàng tử nhỏ và công chúa của chúng ta cũng rất thích nó. Viện bảo tàng. Hôm nay Peppa và gia đình cậu ấy cùng tới thăm viện bảo tàng. Ba ơi,
viện bảo tàng là gì vậy ba? Đó là một nơi đầy những thứ rất thú vị và nhiều tuổi. Nhiều tuổi hơn cả ba? Phải, còn nhiều tuổi hơn cả ba nữa. Rất nhiều tuổi. Có một phòng đầy những thứ thuộc về nữ hoàng và quốc vương trong quá khứ đó các con à. Con muốn xem nữ hoàng và quốc vương. Và còn một phòng nữa, ở đó có một chú khủng long thật luôn. Khủng long. Ồ, xin chào heo mẹ. Ồ, xin chào cô thỏ. Cô muốn mua mấy vé đây? Hai người lớn và hai vé cho trẻ em. Khủng long. Và một vé cho khủng long. Peppa muốn đến xem ngay căn phòng đầy những thứ của nữ hoàng và quốc vương ngày xưa. Wow. Khủng long. Nhưng George thì muốn thấy khủng long thật sự. Con đừng khóc mà George. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xem khủng long. Peppa, đây đều là những đồ vật của nữ hoàng thời xưa đó con à. Xem nè, đây là ghế đặc biệt của nữ hoàng, được gọi là ngai vàng. Nó đẹp quá mẹ ơi. Còn đây là váy của nữ hoàng. Cái váy thật là xinh đẹp. Coi nè Peppa, đây là dương miệng của nữ hoàng đó con. Wow, thứ này đẹp quá đi. Mẹ ơi, vậy còn tivi của nữ hoàng đâu vậy? Thời đó họ chưa có tivi. Họ không có tivi sao? Nhưng họ có máy tính không mẹ? À không, họ cũng không có máy vi tính luôn con à. Vậy thì cả ngày họ làm gì đây? Mẹ ơi, nếu con là nữ hoàng, con có thể ăn bánh kem cho thật là thỏa thích. Và rồi Peppa lập tức tưởng tượng mình là nữ hoàng. Ngon quá đi. Người còn yêu cầu gì khác không, thưa nữ hoàng Peppa? Có, thêm bánh kem nữa. Dạ tuân lệnh. Chúng ta tiếp tục nào. Con tới liền đây. Ba ơi, con là nữ hoàng Peppa đây. Khi nói chuyện với con, ba phải cúi đầu. Ồ, tôi thật sự rất xin lỗi thưa nữ hoàng cao quý. Công việc của ông là gì? Tôi là ba của ngài. Công việc đó chắc chắn rất thú vị. Phải, nó cực kỳ thú vị. Còn đây là phòng gì vậy ba? Đây là phòng của con khủng long. Phòng khủng long sao? Chớ, đây là phòng khủng long đó em. Khủng long. Mà khủng long ở đâu vậy ba? Nó ở đâu đó trong phòng này. Con không thấy đâu hết. Chắc chắn cậu ấy rất nhỏ. Thật ra thì Peppa, nó rất là lớn. Đây là bộ xương hóa thành của một chú khủng long thật đó các con. Khủng long. Và George lại tưởng tượng mình là một chú khủng long to lớn. Anh à, phòng khủng long là phòng mà George thích nhất luôn đó. Phòng mà con thích nhất là phòng của quốc vương và nữ hoàng đó mẹ. Và có vẻ ba con đang ở trong căn phòng mà ba con thích nhất rồi đó. Căn phòng đó là gì hả mẹ? Chính là căn phòng có nhiều bánh kem. Phòng mà heo ba thích nhất là phòng ăn của viện bảo tàng. Lại đây, ngồi xuống đi nào. Phải rồi. Căn phòng này rất là tuyệt. Ngày rất nóng. Mặt trời đang chiếu sáng, cho nên hôm nay là một ngày rất nóng. Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp. Peppa và George đang mang ủng của mình. Các cậu ấy đang định nhảy lên trên dũng bùn. Mình thích những dũng bùn. Ủa sao vậy? Mặt trời nóng quá đã làm dũng bùn bị khô lại rồi. Ba ơi mẹ ơi, dũng bùn khô hết rồi nên tụi con không thể nào nhảy được. Không sao đâu Peppa, hôm nay trời rất nóng mà, cho nên mình chơi trong hồ nước sẽ vui hơn nhiều. Dạ phải, chơi hồ nước. Trước tiên các con phải thay đồ bơi mới được.
Dạ được. Vậy là Peppa và George đã mặc xong đồ bơi của mình. Heo mẹ cũng đã mặc đồ bơi của mình. Và heo ba cũng vừa mặc xong đồ bơi của mình. Bởi vì trời quá nóng nên cần phải sức kem chống nắng. Nó nhớt nhớt ghê quá đi mẹ ơi. Đó là chuyện nhỏ thôi mà con. Phải, hôm nay chúng ta đều cần kem chống nắng. Lại đây nào cho. Phải bơm hơi vào trong hồ phao này. Heo ba đang bơm hơi vào trong hồ phao. Dễ như ăn bánh vậy. Peppa cầm vòi nước và heo mẹ bắt đầu mở vòi nước ra. Sao không có nước vậy? Peppa và George rất thích vòi nước của mình. Vào những ngày trời nắng nóng như vậy, cô thỏ sẽ bán kem. Mẹ ơi, ba ơi, chó và con có thể ăn kem được không? Được chứ, dù sao hôm nay cũng là một ngày rất nóng mà. Anh cũng muốn ăn một cây được không? Mọi người đều thích ăn kem. Xin chào heo mẹ Peppa và chào chó. Xin chào cô thỏ. Con muốn ăn kem gì nào? Cho con một cây kem ốc quế được không cô thỏ? Kem ốc quế sao? Của con đây. Cảm ơn cô thỏ. Tôi cũng vậy, và thêm một cái cho heo ba nữa. Còn con muốn ăn gì hả chàng trai trẻ? Khủng long. Một chú khủng long sao? Chắc là vậy. Gặp cái gì em ấy cũng nói khủng long hết đó cô thỏ. Wow, trùng hợp là hôm nay cô có một que kem có hình dạng khủng long đây nè, cho con. Khủng long. Chắc, con nên ăn que kem của mình trước khi nó tan. Nhưng George thích que kem khủng long của mình tới mức cậu ấy không muốn ăn nó. Cảm ơn cô thỏ nhiều nha. Chúc mọi người vui vẻ nha. George, mẹ thật sự nghĩ con nên ăn que kem của mình trước khi nó chảy ra và rớt xuống đất. Ôi trời, que kem khủng long của George đã tan chảy ra và rơi xuống đất mất rồi. Không sao đâu George à, con có thể chia sẻ phần kem với ba. Ba sẽ không từ chối đâu. Thời tiết ấm quá, cho nên heo ba đang ngủ mất rồi. Nhìn heo ba hình như bị nóng rồi. Chúng ta đổ nước lên ba cho ba nguội bớt đi mẹ. Ý hay đó Peppa. Có chuyện gì vậy? Anh đã nóng tới đỏ người luôn đó. Nên tụi con đổ nước lên ba. Ồ, vậy sao? Cảm ơn con Peppa. Coi kìa, Dũng bùng bước lại rồi. Chớ, mau lên, chúng ta phải đi lấy ủng thôi. Vậy là Peppa và George đi mang ủng của mình. Peppa và George thích những ngày nắng nóng, nhưng mà các bạn ấy còn thích nhảy trong vũng bùn hơn. Buổi tiệc sinh nhật. Hôm nay là ngày sinh nhật của Peppa, và lúc này vẫn còn đang là sáng sớm. Hôm nay là sinh nhật của mình. Chó, chạy đi, hôm nay là sinh nhật của chị đó. Chị sẽ có một bữa tiệc thật vui. Và ba sẽ biểu diễn ảo thuật để góp vui đó. Nhanh chó, chúng ta phải gọi ba bà mẹ dậy. Nhưng lúc này heo mẹ và heo ba vẫn đang ngủ rất ngon. Dậy đi, hôm nay là sinh nhật của con. Dậy đi. Bây giờ mấy giờ rồi con? Đã trễ lắm rồi. Mới là 5 giờ sáng thôi mà Peppa. Dạ phải, sắp hết một ngày rồi. Được rồi, chúng ta bắt đầu mừng sinh nhật của con nào. Hay quá. Và rồi heo mẹ, heo ba và George cùng nhau tặng quà sinh nhật cho Peppa. Chúc mừng sinh nhật con Peppa. Cái gì vậy ta? Đầm của búp bê. Con có thể mặc nó cho gấu bông.
Không có gì đâu Peppa. Ba không biết gấu bông là con gái đó. Ba ơi, tất nhiên gấu bông là con gái rồi. Mình thích đầm mới của mình. Cảm ơn mọi người. Không có gì đâu gấu bông. Đừng làm nó dơ đó. Con biết tiếp theo sẽ là gì không Peppa? Dạ có. Các bạn sẽ tới để mừng sinh nhật của con. Và ba sẽ biểu diễn ảo thuật đúng không ba? Sẽ không ai biết ảo thuật gia là ba đâu. Cho nên con phải giới thiệu ba là ảo thuật gia đại tài quyền bí. Ảo thuật gia đại bí? Phải, ảo thuật gia đại tài quyền bí. Ba con đã tập bằng ảo thuật đó suốt cả tuần nay đó con à. Bạn con tới rồi kìa. Hoan hô. Đây là các bạn của Peppa. Mèo Candy, cừu Suzy, chó Danny cùng với thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Xin chào các bạn. Chúc mừng sinh nhật cậu cậu cả nhà. Vào đi các con, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đó. Và Peppa sẽ biểu diễn ảo thuật trong buổi tiệc hôm nay. Peppa, còn nhớ là phải nói: thưa quý bà, quý ông, xin được giới thiệu ảo thuật gia đại tài quyền bí. Dạ được thưa ba. Thưa quý bà và quý ông, đây là ảo thuật gia ba mình. Sau đây màn ảo thuật đầu tiên. Umbala Kana Simui. Màn ảo thuật tiếp theo, ta cần một khán giả lên đây phụ diễn. Ta cần một người thôi. Cô gái trẻ, cô đã đưa tay lên đầu tiên. Cô nói với khán giả tên mình được không? Mẹ, con là cừu Suzy. Được rồi Suzy, đây là quả bóng. Quả màu đỏ, quả màu xanh và quả màu vàng. Dạ phải. Bây giờ cô phải bí mật chọn một quả bóng bất kỳ trong khi ta quay lưng lại. Dạ được. Đã chọn xong chưa? Dạ rồi. Umbala Sibua, cô chọn màu vàng. Dạ không. Umbala Sibua, xanh. Dạ không phải luôn. Umbala Sibua, đỏ. Dạ phải, là màu đỏ. Màn ảo thuật dở quá à bà. Bà đã nói hết ba màu rồi. Peppa, con đừng có nói lớn như vậy. Vậy các con muốn xem nữa không? Dạ. Nhắm mắt lại nào. Không được nhìn trộm nha. Cùng nói thần chú đi. Umbala Sibua. Umbala Sibua. Mở mắt ra nào. Wow. Hoan hô. Bánh kem chúa cho sinh nhật của con. Giờ con thổi nến đi Peppa. Cảm ơn mọi người. Đây là sinh nhật tuyệt nhất từ trước tới bây giờ. Máy quay phim của ba. Đây là chú đưa thư ngựa vàng. Chú đang đưa một bưu kiện tới nhà Peppa. Có bưu kiện gửi đến cho anh đây anh heo. Cảm ơn nhiều anh ngựa vàng. Tạm biệt. Xem nè, bà mới nhận được bưu kiện. Mọi người đoán được đây là gì không? Khủng long. Không chứ. Sao cái gì em cũng nói khủng long hết vậy nè? Sai rồi, bưu kiện này nhỏ quá, không thể đựng một chú khủng long. Con nghĩ nó là đồ chơi mới. Con đoán gần đúng rồi đó. Vậy thì em biết là gì rồi. Đó là máy quay phim, đồ chơi mới của anh, có đúng không? Đúng rồi. Nó là một cái máy quay phim mới. Chúng ta có thể dùng nó để quay phim và xem lại nó trên tivi. Con dùng nó trước được không ba? Chắc không được, vì nó hơi khó sử dụng đó con. Vì cả ba cũng phải đọc sách hướng dẫn đây nè. Cái này thật sự khó hơn mình nghĩ. Mẹ cô Suzy có một cái máy quay đó ba. Con thấy cô ấy bật nó lên như vậy nè. Peppa giỏi lắm. Cảm ơn bạn đã mua máy quay phim hiệu 3000. Tôi rất nóng lòng và sẵn sàng quay bộ phim đầu tiên. Có cách để tắt tiếng nói đó hay không? Anh không chắc nữa. Cảm ơn bạn đã mua máy quay phim hiệu 3000. Trên máy quay phim của mẹ cô Suzy, chỉ cần ấn nút này là có thể tắt tiếng đó liền. Cảm ơn bạn đã mua. Bây giờ nó sẽ không nói nữa đâu ba. Giỏi lắm Peppa.
ba nên quay gì trước đây? Quay con nè. Được rồi, Peppa. Xin chào, mình là heo Peppa. Ta cùng xem lại nhé. Xin chào, mình là heo Peppa. Con nữa đi ba. Được rồi. Xin chào, mình là heo Peppa. 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 Lần nữa đi ba. Có lẽ chúng ta nên quay cái khác đi con. Vậy đi, bây giờ anh hãy rời khỏi phòng. Tụi em sẽ quay một đoạn phim cho anh coi. Hướng này. Vậy là heo ba phải đợi trong nhà bếp, trong khi heo mẹ, Peppa và George đang quay một đoạn phim bí mật. Không được xem trộm đó nha. Mỗi chúng ta cần làm gì đó. George, con muốn làm gì trước không? Đã xong chưa vậy? Giờ anh vào để xem có được không? Xong rồi, anh có thể vào rồi đó. George đã làm một đoạn phim và Peppa cũng vậy. Để xem phim của George trước nha. George đã giả làm một con khủng long đó ba. Ồ, đó là một chú khủng long rất đáng sợ. Ôi trời, George cũng thấy sợ. Con đừng sợ George, đó không phải là khủng long thật đâu con trai à. Đó là con mà. Hổng lòng. Bây giờ tới đoạn phim của Peppa nha. Con đang đóng vai ai vậy Peppa? Tôi là heo ba đây. Ra là vậy. Và cái bụng của tôi rất là to, vì tôi ăn rất nhiều bánh quy. Bụng của ba đâu có to đến như vậy. Nhưng đúng là ba thích bánh quy. Và ba ăn càng nhiều, bụng của ba càng to. Được rồi, tiếp theo là gì đây? Còn đây là cậu em trai nhỏ của mình chứ. Còn đây chính là heo mẹ. Và đây là mình. Và đây là heo ba thật sự nè. Heo ba treo ảnh. Heo mẹ và heo ba có một bức ảnh mới của Peppa và George. Chúng ta nên treo bức ảnh đáng yêu này lên tường đi. Cứ giao cho anh đi. Anh là chuyên gia trong những chuyện này mà em. Anh có chắc là làm được không đó? Tất nhiên, anh chỉ cần đóng đinh lên tường và treo tấm ảnh lên thôi. Vậy thì tốt. Anh làm đi, còn em sẽ đi thăm ba và mẹ. Lát nữa gặp lại nha. Anh nhớ đừng làm rối mọi thứ đó. Được rồi. Tạm biệt. Tạm biệt mẹ. Tạm biệt. Ba ơi, tụi con giúp được không? Con có thể quan sát để sau này tụi con có thể tự làm. Đầu tiên ta cần thước đo và một cây bút chì. Đây là nơi ba sẽ đóng đinh vào. Ba đừng làm hư tường đó. Bây giờ thì ba cần một cây búa và một cây đinh. Các con hãy lui lại và xem ba của tụi con làm đây. Bây giờ heo ba sẽ dùng búa để đóng đinh vào trong tường. Ba đừng đập hư tường nha ba. Không có hư tường đâu Peppa. Dễ như ăn bánh. Hình như có cái gì đó sai sai. Heo ba đã tạo ra một vết nứt lớn ở trên tường. Ba ơi, ba làm hư tường rồi đó. Chỉ là vết nứt nhỏ thôi mà, bức ảnh sẽ che được. Đó, thấy chưa? Nhưng con vẫn còn thấy vết nứt mà ba. Ừ ha, ba sẽ lấy đinh ra và lấp lại vết nứt đó. Ba đừng có làm tệ hơn nha. Sẽ không như vậy đâu Peppa. Nó sắp ra rồi. Ba ơi, ba làm bể bức tường luôn rồi. Ba nghĩ mẹ có thấy không ba? Chắc là có rồi, ba nghĩ mẹ sẽ thấy.
Hai đứa nhỏ đi đâu vậy ta? Ba ơi, tụi con nhìn thấy ba luôn nè. Vậy là heo ba phải sửa lại bức tường trước khi heo mẹ về nhà. Đưa gạch cho ba đi con. Đầu tiên heo ba đặt gạch vào cái lỗ. Xong rồi. Sau đó heo ba trét hồ lên gạch. Dễ như ăn bánh vậy. Rồi heo ba sơn lại tường. Đã y như cũ rồi. Bức tường đã được sửa. Hạnh. Nhưng khoan đã, hãy nhìn đống bừa bộn khắp nơi. Ôi đi. Ôi trời ơi, chúng ta cần phải dọn dẹp trước khi heo mẹ trở về. Đầu tiên heo ba phải tắm cho Peppa và George. Sau đó Peppa hút bụi trên sàn và heo ba thu gom lại dụng cụ. Mẹ à. Heo mẹ đã về nhà. Mẹ về rồi kìa. Nhanh lên con, giả bộ như không có gì xảy ra nha. Xin chào. À, chào em. Anh đã làm gì sai rồi hả? Không có gì. Phải, em có thể thấy anh đã không làm gì hết. Em tưởng anh sẽ treo bức ảnh lên rồi chứ. Vì quá gấp gáp nên heo ba quên treo bức ảnh lên. Em không phải là chuyên gia của việc này, nhưng em nghĩ nó cũng không khó đâu. Xong rồi. Phải, đúng là nhìn rất dễ dàng. Nhưng mà khi ba làm thì con nhìn thấy rất là khó. Peppa, con đừng nói chuyện đó với ai hết. Buổi tiệc hóa trang. Peppa và George có một buổi tiệc hóa trang vào ngày hôm nay. Các bạn của cậu ấy đều được mời tới. Và Peppa được mặc đồ như một công chúa tiên nhỏ. Và George mặc đồ như một chú khủng long. Hổng lặng. Và đây là các bạn của Peppa gồm mèo Candy, cừu Suzy, chó Danny, họ Rebecca và ngựa Pedro. Suzy hôm nay mặc một bộ đồ y tá. Chào con Suzy. Dạ con xin chào chú. Chú mừng là y tá đã tới tham dự. Con từ bệnh viện tới đây đó sao? Con không phải là y tá thật đâu. Con chỉ giả bộ thôi. Là vậy à? Ôi trời ơi, còn ai nữa đây? Con là cướp biển đó chú. Nhìn vậy chú có sợ không? Miêu. Còn con là phù thủy, con có thể biến chú thành ếch luôn. Nè. Còn con là chú hề á. Mắc cười quá. Còn con là gì hả, thỏ Rebecca? Con là cửu cà rốt. Rất là tuyệt. Vào nhà đi, có một công chúa tiên và khủng long đợi gặp các con. Các bạn đã tới rồi. Chào Peppa. Chào Suzy. Mình là một công chúa tiên nhỏ. Cậu phải cúi đầu khi nói chuyện với mình đó. Xin chào công chúa tiên. Mình là y tá Suzy. Bây giờ cậu mở miệng ra và nói a đi. Nè. Còn mình là chú hề á. Vậy thì cậu diễn trò gì đi. Rebecca ơi, sao cậu mặc đồ y chang củ cà rốt vậy? Mình thích cà rốt mà. Không đi ăn. Khủng long thì là đáng sợ quá. Lúc này Peppa đang ngắm nhìn mình ở trong gương. Gương kia ngựa ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta? Là cậu Peppa. Miêu. Chào cậu Peppa. Xin chào, hôm nay mình là một công chúa tiên nhỏ. Mình là phù thủy. Và mình có một cây đũa thần nữa nè. Mình cũng có cây đũa thần nè. Mình có thể biến cậu thành ếch. Mình sẽ biến cậu thành ếch luôn. Ôi trời, George bị hình phản chiếu của mình làm cho sợ. George đáng yêu. Đó chính là con ở trong gương thôi mà.
Các con, đã tới lúc chúng ta chọn ra ai là người có trang phục đẹp nhất hôm nay. Chúng ta cần phải có giám khảo. Vì đây là buổi tiệc của Peppa, có lẽ nên để cho con bé được làm giám khảo. Mình là giám khảo, mình là giám khảo. Ba ơi, giám khảo là gì vậy ba? Giám khảo sẽ chọn ra người có trang phục đẹp nhất. Ôi, hay quá đi. Vậy là Peppa sẽ có quyền chọn ra người có trang phục đẹp nhất. Suzy, cậu cho mình xem trang phục của cậu được không? Mình là y tá Suzy, mình giúp cho mọi người khỏe hơn. Tốt lắm y tá Suzy. Tới Dandy. Mình là cướp biển đây, cậu có sợ mình hay không hả? Tới Candy. Mình là phù thủy và mình có thể biến cậu thành một con ếch. Mình là công chúa tiên nhỏ, mình sẽ biến cậu thành ếch luôn. Thôi nào các con. Xin lỗi mẹ. Tiếp theo là ai? Mình là chú Hề. Tốt lắm. Và Rubika. Mình là củ cà rốt. Dễ thương. Và em trai của mình là một chú khủng long đáng sợ. Các bạn đều rất là tốt. Bây giờ con hãy nói ai là người chiến thắng đi. Ha. Người chiến thắng là mình. Peppa, con không thể chọn bản thân mình được, con là giám khảo mà. Không được hả mẹ? Con phải chọn một người chiến thắng khác. Dạ rồi, cà rốt thắng. Hoan hô. Cảm ơn. Peppa rất là thích buổi tiệc hóa trang. Mọi người ai cũng thích buổi tiệc hóa trang.